Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 221, vận sức chờ phát động. Vũ Trạch Huy chỉ chờ những lời này, sau khi Trần Lộ Giao làm xong bước đệm, hắn trầm giọng báo cáo. Bí thư hầu, tôi vừa nhận được điện thoại của người anh họ, vị bí thư tử quân của chúng ta có lẽ là vì quá sốt ruột cầu kiến lãnh đạo thị ủy an dịch, thế nên lấy danh của lãnh đạo thị ủy Hồng Ngọc để đi gặp mặt người ta. Kết quả là bí thư trịnh của thành phố An Dịch tưởng là thật, cho rằng lãnh đạo chủ chốt của thành phố Hồng Ngọc chúng ta đến thăm, thế cho nên sớm bày ra nghi thức chào đón long trọng ở quán Nghênh Tân. Đi đến hội trường xem xét thì thấy đủ mặt bốn bộ ban ngành của thành phố An Dịch, điều này làm cho chuyện xấu phát sinh, nghe nói phía bên kia rất tức giận, bọn họ yêu cầu thành phố Hồng Ngọc chúng ta cho ra câu trả lời phù hợp. Phú Trạch Huy nói đến đây thì thở dài nặng nề nói. Nghe nói vị bí thư vương này cũng thật là, tôi đã đưa số điện thoại của anh họ cho anh ấy, hôm qua anh tôi bận không thể rút thời gian gặp mặt bọn họ được nhưng người ta đã sắp xếp thời gian gặp mặt bí thư trịnh sẵn rồi không ngờ bí thư vương lại là quá nóng lòng mà ăn đậu hũ nóng sao lại không hiểu chút đạo lý đơn giản như vậy không phải là nóng vội thì không thành công sao ngoài miệng không có lông thì làm việc không tốn sức bí thư hầu nếu truy cứu chuyện này tôi và anh cũng khó tránh khỏi liên quan trần lộ giao vỗ bàn thật mạnh hắn nổi giận đùng đùng nói với hầu thiên đông Lúc này vẻ mặt của Hầu Thiên Đông cũng xám xịt, lão biết tính cách của Vương Tử Quân, tiểu tử này thường xuyên ra bài không theo lẽ thường, những chuyện này chắc chắn sẽ không phải do hắn làm ra. Dù sự việc này có chút kỳ quặc nhưng nếu sự thật giống như những lời của Vũ Trạch Huy, nếu bên kia thật sự muốn làm lớn chuyện, thật sự là một sự kiện khó lường. Hầu Thiên Đông không có ý nghĩ động vào Vương Tử Quân, lão chỉ muốn tạm thời lôi kéo, cố gắng để đối phương hoàn thành con đường nối liền với thành phố An Dịch nhưng tiểu tử này nếu làm ra những chuyện như Vũ Trạch Huy vừa nói, như vậy cũng đừng trách Hầu Thiên Đông lão ra tay độc ác. Nếu không làm đường thì cùng lắm là năm sau Hầu Thiên Đông sẽ bị mắng một chập, nhưng nếu Vương Tử Quân đến thành phố An Dịch và làm ra những chuyện đáng ghét kia, sợ rằng tất cả tội lỗi sẽ đổ lên đầu lão. Bí thư Hầu, bây giờ thời gian khẩn cấp, có câu nói người nào làm người đó chịu, Vương Tử Quân làm ra những chuyện không hợp lẽ thường, cả ban ngành huyện Lô Bắc chúng ta cũng không thể nào đứng ra gánh tiếng xấu cho anh ta được. Tôi thấy hay là chúng ta không bằng tranh thủ thời gian cho ra một quyết định, báo cáo với thị ủy, tranh thủ chủ động. Trần Lộ Giao dừng lại một chút rồi nói. Chủ động thừa nhận sai lầm dù sao cũng tốt hơn chờ cờ lê đập xuống đầu. Hầu Thiên Đông khẽ dựa lưng lên ghế, lão cầm lấy điện thoại gọi ra ngoài, sau đó nói. Chủ nhiệm tiếu, cậu thông báo cho các vị thường ủy, 9 giờ mở hội nghị thường ủy. Tiếu tử đông bên kia không biết nói gì thì Hầu Thiên Đông đã cúp máy, bên này Trần Lộ Giao và Vũ Trạch Huy đưa mắt nhìn nhau, đều thấy nụ cười trong mắt nhau. Audio điện tử võ tấn bền Trong phòng họp huyện Lô Bắc, các vị thường ủy đều ngồi xuống vị trí của mình, nhưng bọn họ phần lớn đều không biết bí thư Hầu Thiên Đông tổ chức hội nghị thường ủy khẩn cấp rốt cuộc để làm gì. Các vị đồng chí, hôm nay tôi mở hội nghị thường ủy, chỉ có một đề tài cần thảo luận, chính là bí thư vương tử quân lấy danh của lãnh đạo thành phố để nhận lấy sự tiếp đón từ phía thành phố An Dịch. Hầu Thiên Đông hăng giọng một cái rồi quay sang Vũ Trạch Huy nói. Đồng chí Trạch Huy, anh nói rõ sự việc cho mọi người nghe một lần nữa đi. Vũ Trạch Huy nghe thấy bí thư Hầu Thiên Đông cho mình lên tiếng thì lập tức cười tươi như một đóa hoa, hắn khẽ ho khan một tiếng, sau đó trầm giọng nói. Các vị thường ủy, chuyện này nói ra cũng đau lòng, Vương Tử Quân đến thành phố An Dịch vốn là giúp chúng ta tìm mối hợp tác cùng làm đường nối liền hai bên. Ai ngờ anh ta làm sằng làm bậy, không những làm tổn hại hình tượng của huyện Lô Bắc, càng tổn hại hình tượng của thành phố Hồng Ngọc. Một sự việc quan trọng như vậy không thể nào không truy cứu, nếu đã truy cứu thì đừng nói là Vương Tử Quân, cho dù là cả ban ngành huyện Lô Bắc cũng sẽ phải chịu sự phê bình của thị ủy. Tôi nói lời này cũng không phải là chối bỏ trách nhiệm vì tôi tán thành đồng chí vương tử quân đến thành phố an dịch để kêu gọi mở đường nên tôi cũng có một phần trách nhiệm nhưng tôi cảm thấy ban ngành huyện lô bắc chúng ta không thể vì hành vi liều lĩnh của một người mà gánh chịu những trách nhiệm không nên bí thư hầu ý kiến của tôi là chúng ta nên chủ động kiểm điểm càng sớm càng tốt chúng ta càng chủ động thì sự việc càng phát triển theo hướng có lợi vũ trạch huy nói làm cho đám thường ủy đang ngồi trong phòng họp trở nên yên lặng không gian lạnh ngắt như tờ Bọn họ vốn không biết gì về nội dung của hội nghị thường ủy như thế này, nhưng sau khi Hầu Thiên Đông và Vũ Trạch Huy lên tiếng, nó giống như hai quả bom ném vào trong mặt hồ yên tĩnh. Vương Tử Quân đã giả danh của lãnh đạo thành phố Hồng Ngọc để lừa bịp ở An Dịch, kết quả làm cho người ta phải tiếp đãi với quy cách rất cao. Chủ tịch huyện Lưu Thành Quân sau khi nghe được tin này thì hai bàn tay đang ma sát vào nhau cũng dừng lại. Vương Tử Quân là ông cụ non, sao có thể làm ra một chuyện không có đầu óc như vậy? Lưu Thành Quân thật sự rất nghi hoặc, nhưng khi nhìn bộ dạng sắt son của Vũ Trạch Huy, hắn cũng không khỏi có chút ý nghĩ dao động. Khi Lưu Thành Quân đang trầm ngâm thì trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương đã mở miệng. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của trưởng phòng Vũ, loại chuyện này nên sớm không nên trễ, nếu như để lãnh đạo thành phố An Dịch bên kia bày tỏ bất mãn, khi đó Bí Thư Hùng nổi cơn lôi đình, chỉ sợ cả ban ngành chúng ta cũng khó gắng gượng được. Tiếu tử đông lúc này cũng đã tỉnh táo trở lại, khoảnh khắc hắn nghe được tin tức kia thì ý nghĩ đầu tiên rõ ràng là theo dệt vô cớ, cũng không phải hắn không tin Vũ Trạch Huy, căn bản là hắn có lòng tin với Vương Tử Quân. Hắn thấy bí thư Vương sẽ tuyệt đối không làm ra những chuyện như vậy, mà sự việc theo lời của Vũ Trạch Huy chỉ sợ cũng có gì đó giấu giếm, chỉ ít cũng đã là dị bản. Tiếu tử đông trầm ngâm một lát, hắn đợi tôn quốc lương nói xong thì khẽ đặt ly trà xuống và nói. Chủ tịch Mao từng dạy chúng ta một câu, không điều tra thì không có quyền lên tiếng, chuyện này nếu chúng ta chỉ căn cứ vào luồng tin vỉa hè, như vậy đã chủ động đưa ra quyết định kiểm điểm với thị ủy, có phải đã quá qua loa rồi không? Theo ý tôi, hay là chúng ta cứ gọi điện thoại cho Chủ tịch Vương để xác nhận, hoặc là đợi anh ấy quay về hỏi rõ tình huống rồi hãy quyết định. Tiếu tử đông rõ ràng đang chuẩn bị kéo về phương án tự quyết, nhưng bây giờ hắn thế đơn lực bạc, muốn chặn sự việc lần này cũng là quá khó khăn nhưng tâm tư của tiếu tử đông đã nhanh chóng bị người ta đâm phá, trần lộ giao không đợi tiếu tử đông nói hết lời đã trực tiếp chen ngang, lời nói cực kỳ ẩn ý. Chủ nhiệm tiếu gần đây quá trưởng thành, kế sách của anh vào những lúc bình thường đều kín kẽ không chỗ hở, nhưng bây giờ là lúc nào? Nếu đợi đến lúc chính thức xác nhận, chẳng phải là chờ cờ lê của thị ủy gõ xuống đầu mới nhận sai lầm sao? Trần Lộ Giao nói nhìn có vẻ giống như khen sự ổn định trưởng thành của Tiếu Tử Đông, nhưng thực tế lại có ý nghĩa di động. Hắn nó Tiếu Tử Đông làm việc không chịu xem xét cho rõ ràng, tất nhiên Tiếu Tử Đông cũng nghe rõ điều này, nhưng hắn đối mặt với một trần lộ giao cường thế, cũng chỉ có thể nuốt lời nói vào trong bụng. "Chủ tịch Lưu, anh có ý kiến gì? Anh nói cho mọi người xem thế nào?" Hầu Thiên Đông cũng không quan tâm đến việc hai vị thường ủy tranh chấp với nhau, lão trực tiếp đá quả bóng cao su vào trong lòng Lưu Thành Quân. "Ý kiến của bí thư Trần và trưởng phòng Vũ rất đáng quan tâm." Mà ý kiến của chủ nhiệm tử đông cũng không phải không có lý. Theo ý của tôi, cần phải làm song song hai hướng, vừa phải tìm hiểu tình huống, vừa phải nhanh chóng báo cáo cho thị ủy để tìm sự chủ động. Lưu Thành Quân một phương án tiện cả đôi đường, lúc này chưa hiểu nguyên nhân của sự việc, còn chưa định vị được phong ba, hắn cũng không muốn tự quyết định vội vã. Lưu Thành Quân nói thì Hầu Thiên Đông ném ánh mắt về phía bí thư ủy ban kỷ luật Tả Minh Phương, những ngày qua bí thư Tả Minh Phương đi rất gần với Lưu Thành Quân. Lúc này thấy Lưu Thành Quân tỏ thái độ thì cũng lên tiếng phụ họa. Tôi đồng ý với ý kiến của chủ tịch Lưu. Đỗ Tử Cường ngồi ở bên cạnh Tả Minh Phương, thấy Tả Minh Phương đã mở miệng thì hắn có chút trầm ngâm, sau đó ngẩng đầu nhìn Hầu Thiên Đông rồi trầm giọng nói. Theo tôi thấy thì chúng ta có nên chờ một chút không? Việc này có thể lớn có thể nhỏ, chúng ta ở đây mở hội nghị thường ủy với khí thế ngút trời, nếu người ta chỉ cho rằng đó là chuyện hiểu lầm, gió mạnh mây nhẹ, như vậy chẳng phải chúng ta đang dùng kính hiển vi để phóng đại sự việc sao? Tôi cảm thấy nên lấy tính chế động, cái này không phải chuyện tốt, tôi cũng không muốn mình biến thành một quả dưa hấu bị xẻ thịt. Nếu như nói tiếu tử đông phản đối nằm trong dự đoán của Hầu Thiên Đông, lúc này Đỗ Tử Cường cũng lên tiếng bênh vực tiếu tử đông, điều này làm Hầu Thiên Đông lắp bắp sợ hãi. Đỗ Tử Cường là trợ thủ đáng tin của Hầu Thiên Đông, mà Hầu Thiên Đông là lãnh đạo huyện ủy, vừa rồi lão tuy tỏ thái độ trung dung, cũng công bằng, nhưng Đỗ Tự Cường là kẻ lão luyện quan trường, phải nhìn ra khuynh hướng của mình. Không ngờ Đỗ Tự Cường lại có thái độ khác thường như vậy, một vị cán bộ thường là tâm phúc của mình chẳng lẽ bây giờ lại đứng sang bên bí thư tiểu vương. Hầu Thiên đồng nghĩ như vậy thì cũng không còn tâm tư tiếp tục suy xét, lão nhìn trưởng phòng tổ chức tôn quốc lương, sau đó khẽ vung tay lên. Nếu mọi người đã như vậy, chúng ta cũng khó thể nào quyết đoán, thôi thì giơ tay biểu quyết đồng chí nào đồng ý đề xuất sự việc với thị ủy và cho ra ý kiến xử lý thì giơ tay. Hầu Thiên Đông nói rồi ném ánh mắt về phía đám thường ủy huyện ủy đang ngồi trong phòng họp. Trần Lộ Giao, Tôn Quốc Lương, Vũ Trạch Huy tất nhiên sẽ giơ tay phải lên không chùn bước, trưởng phòng Vũ Trang Tân Quân Tắc có chút do dự, cuối cùng cũng giơ tay phải lên. Hầu Thiên Đông rất không hài lòng với kết quả biểu quyết thế này, lão suy nghĩ một lát rồi cũng giơ tay phải của mình lên. Hầu Thiên Đông nhắc tay cũng xem như quyết định cho hội nghị thường ủy, trong số 9 vị thường ủy huyện ủy thì đã có hơn một nửa giơ tay lên, đồng ý nhanh chóng cho ra phương án xử lý Vương Tử Quân. Biểu quyết đã xong, cũng không cần tiếp tục làm gì khác, nhưng Hầu Thiên Đông lại trầm ngâm một chút và trầm giọng nói. Ai phản đối thì giơ tay lên. Tiếu tử Đông thấy đại cục đã qua, trong lòng thầm đổ mồ hôi lạnh cho Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn cũng kiên định với ý nghĩ của mình. Thế nên khi Hầu Thiên Đông vừa nói xong thì Tiếu Tử Đông đã kiên quyết giơ tay phải lên. Nhưng Tiếu Tử Đông cũng không phải chỉ đi một mình, nhấc tay cùng hắn còn có đỗ tự cường. Các đồng chí bỏ quyền mời giơ tay. Hầu Thiên Đông dùng giọng đâu ra đấy nói. Lưu Thành Quân và Tả Minh Phương là hai vị thường ủy bỏ quyền biểu quyết. Hầu Thiên Đông nhìn hai phiếu bỏ quyền hai phiếu phản đối mà vẻ mặt biến đổi. Vào lúc này Vương Tử Quân không có mặt ở huyện Lô Bắc, nhưng trong huyện Lô Bắc có 10 lá phiếu thường ủy mà mình chỉ có thể tìm được 5 phiếu, nếu tiếp tục như vậy thì uy tín của mình là không ổn. Xem ra lần này nhất định phải ra tay thật mạnh, phải chèn ép chết Vương Tử Quân. Được, đã xong kết quả, dựa theo nguyên tắc số ít phục tùng đa số, nếu mọi người đã đồng ý báo cáo sự việc của đồng chí Vương Tử Quân lên thị ủy, như thế chúng ta thực hiện cho nhanh chóng. Trường Phòng Vũ, hôm nay anh phục trách viết tài liệu, sáng mai chúng ta đi lên thị ủy kiểm điểm với Bí Thư Hùng. Hầu Thiên Đông cho ra sắp xếp như vậy làm cho tâm tình của Tiếu Tử Đông chợt lạnh lẽo, chuyện ghi tài liệu này vốn là sự việc của văn phòng huyện ủy, thế nào lại đẩy sang cho phòng tuyên truyền rồi. Đây không phải nói Hầu Thiên Đông có chút bất mãn với văn phòng huyện ủy và đặc biệt là Tiếu Tử Đông hắn sao? Vẻ mặt Tiếu Tử Đông chợt trầm xuống, hắn chợt phát hiện có nhiều ánh mắt nhìn về phía mình, hắn trầm ngâm một lát, cuối cùng cũng nở nụ cười nhìn về phía các vị thường ủy khác. Phú Trạch Huy nghe được lời phân phó của bí thư Hầu Thiên Đông thì vẻ mặt tràn đầy nụ cười. Sau khi Hầu Thiên Đông đứng lên rời khỏi phòng họp thì hắn cũng tươi cười theo sau, động tác kéo ghế càng mạnh hơn bình thường. Vì muốn hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo, các vị lãnh đạo gần đây phối hợp nghiệp vụ không quá tốt, bây giờ lại khác hẳn. Không những vài viên thư ký giỏi nhất huyện được điều đến nhà khác huyện ủy ghi tài liệu, hơn nữa còn kéo vào nhân viên đài truyền hình có thâm niên xuống hỗ trợ bản thân Vũ Trạch Huy càng vứt bỏ công tác tự mình tỏa chấn ở nhà khách huyện Lô Bắc, yêu cầu dùng từng lời vàng ngọc, cân nhắc từng câu, không nên rông dài và cũng đừng thiếu ý. Sự việc là như vậy, Vũ Trạch Huy nếu không quá coi trọng phần tài liệu báo cáo kia, sở tăng sẽ nhận được tin tức Vương Tử Quân đã đàm phán thành công với thành phố An Dịch. Nhưng hắn quá tích cực, đến ở luôn trong nhà khách huyện ủy, đặt tất cả tâm tư lên phương diện viết tài liệu, cũng quên gọi điện thoại cho Vũ Trạch Nhân mà Vũ Trạch Nhân muốn đi nhắn tin cho Vũ Trạch Huy, thế nhưng vừa đi được nửa đường thì bị vị thư ký trưởng sắp di rời vị trí kéo đi điều tra sự việc vừa rồi, thế là không thể làm gì được. chương 222, một thoáng trời tối đen. Ghi rất hay. Sáng hôm sau Vũ Trạch Huy an vị trên chiếc xe hơi mới cáo cạnh của Hầu Thiên Đông, hai người ngồi song song sau xe, Hầu Thiên Đông khẽ vỗ vai của Vũ Trạch Huy rồi lên tiếng. Có thể được một lời khẳng định của bí thư huyện ủy, Vũ Trạch Huy cảm thấy rất hưng phấn, còn có chút cảm giác thắng lợi, cảm giác căng cứng khi chiến đấu cũng thư giãn hẳn xuống. Hắn ngoài miệng nói vài câu khiêm tốn, chợt nghe Hầu Thiên Đông nói: "Lần này cậu cứ theo tôi đi báo cáo, đến chỗ của Bí thư Hùng, cậu ăn nói lưu loát, tranh thủ để lại ấn tượng cho bí thư, như vậy sau này sẽ tranh thủ được vài chỗ tốt." Hai chữ chỗ tốt được Hầu Thiên Đông nói như nước chảy mây trôi, nhưng nó thật sự làm cho con sóng nhiệt trong lòng Vũ Trạch Huy chợt tuôn trào hắn rất cảm động, vẻ mặt nhanh chóng trở nên trịnh trọng, sau đó hắn đưa hai tay bắt chặt tay của Hầu Thiên Đông, lại dùng giọng cảm động đến rơi nước mắt nói. Bí thư Hầu, Vũ Trạch Huy tôi suốt đời không quên sự giúp đỡ to lớn của anh. Hầu Thiên Đông chỉ cười cười, sau đó khẽ đưa tay vỗ vai của Vũ Trạch Huy. Không cần cảm tạ tôi, cá nhân cậu có năng lực công tác, có ý nghĩ tốt, nhiệm vụ của tôi chính là nắm ban ngành, dẫn đội ngũ, đẩy các đồng chí có biểu hiện vĩ đại ra ngoài, huyện ủy thật sự có lời khẳng định với thái độ công tác của cậu. Hai người cùng là một thành viên ban ngành huyện ủy, đã không biết bao nhiêu lần có liên hệ với nhau, nhưng lúc này Vũ Trạch Huy giống như lần đầu tiên phát hiện nụ cười của bí thư Hầu Thiên Đông bao la mà sáng sủa như bầu trời giữa trưa, bàn tay cũng cảm thấy cực kỳ ấm áp. Chức vụ phó bí thư giống như đã vào trong tay mình, tuy bí thư Hầu không nói rõ nhưng Vũ Trạch Huy vẫn hiểu được ý của lãnh đạo, nghĩ đến danh hiệu phó bí thư sắp tới của mình, Vũ Trạch Huy thầm cảm thấy kích động. Tuy đều đứng cùng phía với Hầu Thiên Đông, thế nhưng Vũ Trạch Huy coi chính mình là đối thủ mạnh mẽ nhất để đi về chức vụ phó bí thư nếu so với trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương và Đỗ Tự Cường. Bây giờ mình thành công trên phương diện ép chết Phương Tử Quân, cuối cùng cũng làm cho cán cân của bí thư huyện ủy Hầu Thiên Đông nghiêng về phía mình, câu nói cơ hội thường dành cho những người có sự chuẩn bị thật sự không sai. Vì đã sớm gọi điện thoại hẹn trước cho nên Hầu Thiên Đông và Vũ Trạch Huy thuận lợi tiến vào trong phòng làm việc của bí thư Hùng Trạch Luân. Khi hai người Hầu Thiên Đông đi vào thì Hùng Trạch Luân đang đọc một phần văn kiện, thấy hai người đi vào lão chỉ khẽ gật đầu với Hầu Thiên Đông, ngoài ra không có chút phản ứng với Vũ Trạch Huy. Vũ Trạch Huy biết rõ vì sao anh Hùng lại có phản ứng như vậy, thân trong quan trường, nếu như anh đứng ở một vị trí cao thì nhất định phải ổn định khí chính mình, khí đơn giản chỉ là thái độ và biểu cảm, không nói lời nào, chỉ là trầm mặc một cách đơn giản cũng làm cho người ta bị chấn trụ và sinh ra cảm giác bất an không yên. Nếu nhìn vẻ mặt không chút biểu cảm thì anh càng phải sinh ra phỏng đoán, không biết là lãnh đạo vui vẻ hay mất hứng. Suy nghĩ như vậy càng vô tình làm gia tăng nỗi sợ hãi của mình. Không phải Vũ Trạch Huy khi tiếp các cán bộ hạ cấp trong phòng làm việc cũng thường dùng chiêu thức này sao? Dù trong lòng hắn biết rõ điều này nhưng bây giờ đối mặt với bí thư thị ủy thì sau lưng hắn không khỏi vã ra một tầng mồ hôi, trong lòng thầm sinh ra cảm giác bất an. Đây cũng không phải vì mình quá kém, mà là vì hắn đối mặt với một cơ hội được biểu hiện trước mặt bí thư hùng, điều này là không dễ dàng gì, đãi ngộ như vậy là trước nay chưa từng có. Thế là hắn vừa cố an ủi chính mình, vừa cố gắng đứng thẳng người lên. Hầu Thiên Đông thì ngược lại, lão tỏ ra rất ung dung, lão khẽ đụng vào tay Vũ Trạch Huy, tỏ ý cho Vũ Trạch Huy đang căng thẳng thần kinh được ngồi xuống ghế sa lông. Sau đó lão cũng không nói lời nào mà chờ anh hùng lên tiếng. Khoảng 5-6 phút sau, lúc này hùng trạch luân mới đặt văn kiện xuống lão dùng ánh mắt nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thoáng qua hầu thiên đông sau đó nói bí thư thiên đông anh nói trong điện thoại là có chuyện khẩn cấp cần báo cáo với tôi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra anh nói tôi nghe xem bí thư hùng tôi đến để thừa nhận sai lầm đây là văn tự tài liệu thỉnh cầu thị ủy phê bình của chúng tôi mời bí thư hùng và các vị lãnh đạo thị ủy xem xét hầu thiên đông vừa nói vừa dùng hai tay đưa một phần tài liệu đến trước mặt hùng trạch luân phần tài liệu này không dày, chỉ khoảng hai trang giấy, nhưng nội dung của hai trang giấy đã được Vũ Trạch Huy sử dụng những cán bộ có năng lực, còn trải qua sự cân nhắc tỉ mỉ để viết ra. Hầu Thiên Đông là người chủ khảo sự kiện này, tất nhiên đều nhớ rõ ràng từng câu từng chữ bên trong. Hùng Trạch luôn xem rất chăm chú, chỉ hơn một ngàn chữ nhưng lão lại mất hơn chục phút. Trong khoảng thời gian 10 phút đó, bầu không khí trong phòng làm việc có thể nói là lặng lẽ như tờ, một áp lực vô hình bùng lên trong lòng Vũ Trạch Huy. Cảm giác đè nén này giống như sự bình tĩnh trước khi bão tố kéo đến, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí là khó thể hít thở. Nhưng đối mặt với sự bình tĩnh này thì Vũ Trạch Huy cảm thấy rất vui sướng, vì điều này báo hiệu mưu to gió lớn sắp bùng lên, nó cũng không phải nhầm vào hắn. Vũ Trạch Huy còn mong sao bão tố phong ba mãnh liệt hơn một chút nữa. Không biết vì sao mà trong lòng Vũ Trạch Huy chợt nhớ đến một bài học thời học sinh, lúc này hắn cũng có chút kỳ quái, Trước kia đến trường việc học thuộc bài thật sự giống như cha Tấn với chính mình, hắn đọc đi đọc lại một bài hai ba chục lần đến mức miệng đắng lưỡi khô nhưng vẫn không thể nào nhớ được một phần. Thế là thầy giáo nắm chặt tay hắn trước mặt các bạn học, lại dùng giọng không thể nào làm gì được nói. Vũ Trạch Huy ơi là Vũ Trạch Huy, tôi chỉ nghe nói gấu chó chết như thế nào, nhưng sợ rằng gấu chó nhìn thấy cậu thì sẽ cải tử hoàn sinh. Nhưng hôm nay sao Vũ Trạch Huy lại nhớ đến câu nói kia? xem ra thời đi học thành tích của mình không bao giờ khá lên cũng không phải mình quá ngu mà phương pháp dạy học của thầy giáo có vấn đề hắn có ý nghĩ như vậy thế cho nên càng tỏ ra chờ mong vì cơn bão tố sắp kéo đến bí thư thiên đông phần tài liệu này là thật sao hùng trạch luân khẽ đặt tài liệu xuống mặt bàn làm việc sau đó quay sang trầm giọng hỏi hầu thiên đông bí thư hùng sự việc này thì đồng chí vũ trạch huy hiểu rõ ràng nhất để cho anh ấy giới thiệu cặn kẽ với anh Hầu Thiên Đông nói rồi khẽ gật đầu với Vũ Trạch Huy. Có thể được đối mặt báo cáo với bí thư thị ủy, đối với loại người như Vũ Trạch Huy thì thật sự là một cơ hội khó thể nào có được lần thứ hai. Hắn là một vị thường ủy huyện ủy, nhưng toàn thành phố có hơn 200 cán bộ cấp huyện như vậy, cán bộ cấp phó huyện thì không cần phải nói. Hùng Trạch Luân là bí thư thị ủy, có thể biết tên các vị cán bộ cấp chính huyện trong một thành phố thì cũng đã là quá giỏi rồi, cán bộ cấp huyện nếu có thể lọt vào mắt xanh của bí thư, giống như đi trên một đường cao tốc, xe này nối tiếp xe kia, thật sự không thể nhớ được ai ra ai, vì thế cơ hội tạo ấn tượng là không dễ dàng. chương 223, không có bá nhạc không có thưởng hữu Bí thư hùng, sự việc là thế này, đồng chí Vương Tử Quân. Trước đó ở trên xe Vũ Trạch Huy đã suy xét đến vấn đề báo cáo với Bí Thư Hùng Trạch Luân như thế nào cho phải, tuy khi đi học thì thành tích của hắn cực kỳ kém, nhưng khi làm trưởng phòng tuyên truyền thì lại rất phù hợp vì tài ăn nói của hắn là cực tốt. Hơn nữa trước đó hắn đã có sự chuẩn bị, thế cho nên những tình huống báo cáo thế này căn bản không làm hắn phải sợ hãi. Nhưng Vũ Trạch Huy lại rất biết cách dùng từ trong lần báo cáo này, hắn tiến hành khẳng định những cố gắng và năng lực công tác của Vương Tử Quân. Là một cán bộ lão thành trong huyện, Vũ Trạch Huy biết rõ muốn đả kích một người thì biện pháp tốt nhất không phải là trực tiếp đả kích, chính là tiến hành khẳng định đối phương ở nhiều phương diện. Sau đó lại vạch ra sai lầm của đối phương bằng cách nói chúng tim đen. Nếu anh nói như vậy thì lãnh đạo sẽ không nghĩ lầm là anh mượn cơ hội trả thù, thế cho nên cũng có chút đánh giá về tính đại cục trong bản báo cáo của anh. Vũ Trạch Huy chỉ mất 5 phút đồng hồ đã nói rõ ràng đâu ra đấy, nếu như để hắn đánh giá về những lời báo cáo của mình, hắn cảm thấy ít nhất cũng có 95% cực kỳ phù hợp. Hung Trạch Luân cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Vũ Trạch Huy, nhưng lúc này gương mặt lại có hơi xám đen. Hi hi, Vương Tử Quân, lúc này tao xem mày chết như thế nào. Vẻ mặt Hùng Trạch Luân trở nên xám xịt, trong lòng Vũ Trạch Huy chợt bùng lên cảm giác phóng túng và mừng rỡ, hắn chỉ cảm thấy báo cáo của mình đã phát ra tác dụng, ngay sau đó sẽ là lúc Hùng Trạch Luân nổi giận. Đồng chí Thiên Đông, đây là chuyện quan trọng mà sáng sớm anh đã chạy đến gặp tôi sao? Hùng Trạch Luân khẽ ngẩng đầu dùng giọng không chút biểu cảm nhìn lướt qua mặt Hầu Thiên Đông. Hầu Thiên Đông không biết Hùng Trạch Luân có ý gì, lão đành phải thành thật đáp. Đúng vậy, Bí Thư Hùng. Bí Thư Hầu, chuyện này có phải thành phố An Dịch đã chính thức đưa ra lời can thiệp với các anh không? Giọng điệu của Hùng Trạch Luân càng thêm lạnh như băng. Hầu Thiên Đông là một vị Bí Thư huyện ủy, lão biết rõ tính tình của Bí Thư Hùng Trạch Luân, đối phương nói bằng giọng càng lạnh thì đại biểu cơn giận càng lớn, xem ra Bí Thư Tiểu Vương lần này chạy trời không khỏi nắng. Không, nhưng chúng tôi thấy lực ảnh hưởng của chuyện này hầu thiên đông còn chưa kịp nói xong thì đã bị hùng trạch luân cắt đứt lời vương tử quân đã có kiểm điểm và xác nhận sự việc này với huyện ủy và khối chính quyền huyện không hùng trạch luân nói lời này đã có chút không đúng nhưng dù nó không đúng thì hầu thiên đông lại khó thể nói nên lời lão nhìn ánh mắt lạnh lùng của bí thư hùng trạch luân sau đó trầm giọng nói bí thư hùng còn chưa có nhưng bốp Hùng Trạch Luân vỗ tay thật mạnh lên mặt bàn, lão chỉ vào mặt Hầu Thiên Đông với vẻ mặt cực kỳ lanh lẽo rồi lớn tiếng nói. Hầu Thiên Đông, anh làm trò quỷ gì vậy? Anh không làm được gì mà cả ngày chỉ biết tạo ra thiêu thân, anh xem mình còn xứng là bí thư huyện ủy không? Hùng Trạch Luân vừa nói vừa ném tới một tờ báo. Hầu Thiên Đông lúc này đã đổ mồ hôi lạnh, sau lưng ướt đấm, cảm giác xoay trời lật đất chợt bùng ra trong lòng. Từ khi nhận chức ở thành phố Hồng Ngọc đến bây giờ thì Hùng Trạch Luân căn bản chưa từng nổi nóng như vậy, tình huống bất ngờ càng làm cho Hầu Thiên Đông chợt không biết phải làm sao. Hầu Thiên Đông nghi hoặc nhặt tờ báo bị Hùng Trạch Luân ném xuống đất lên nhìn qua, đây là nhật báo an dịch rất hiếm gặp ở bản địa, trang đầu có hai người mặc tây phục đang bắt chặt tay nhau. Khoảnh khắc này Hầu Thiên Đông chợt nhận ra thân phận của hai người đang bắt tay nhau kia, mà nét chữ đậm ở trang đầu và hình bóng của Vương Tử Quân càng ánh xạ vào trong mắt lão. Bí thư thị ủy Trịnh Đông Phương Nhiệt Tình tiếp đón đại biểu huyện Lô Bắc. Hôm nay ở quán Ngênh Tân thành phố An Dịch, Bí thư thị ủy Trịnh Đông Phương Nhiệt Tình tiếp đoàn đại biểu của huyện Lô Bắc, hai bên đã bàn về vấn đề hợp tác kinh tế giữa hai địa phương, cũng đồng thời cho ra bản ký kết về việc xây dựng con đường nối liền hai khu vực. Đã đăng báo, hơn nữa còn nằm ngay trang đầu, điều này nói rõ điều gì? Nói rõ Hầu Thiên Đông tự mình mở hội nghị thường ủy sau đó lại tự chạy đến chịu đòn nhận tội với bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân. Lão không kiểm tra chút chuyện giả dối và hư cấu truyền về từ thành phố An Dịch, hơn nữa thành phố An Dịch đã ký kết hợp đồng xây dựng con đường nối An Dịch với Lô Bắc, đây rõ ràng là một thành tích lớn của Vương Tử Quân, đáng được hoan nghênh mới đúng. Mình đang làm gì thế này? Khi Vương Tử Quân đang hết lòng hết sức đến thành phố An Dịch kêu gọi mở đường thì chính Hầu Thiên Đông ở huyện Lô Bắc lại mở hội nghị thường ủy để nghiên cứu phương án xử lý hắn, điều này không phải là lão không toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của huyện Lô Bắc mà chỉ biết làm kẻ tiểu nhân đứng ở phía sau đâm dao sao. Như vậy phải làm sao cho Bí Thư Hùng nhìn mình? Hầu Thiên đồng nghĩ đến khả năng mình tạo nên ấn tượng kẻ tiểu nhân cho Bí Thư Hùng, thế là vẻ mặt lão chợt trở nên cực kỳ khó coi, toàn thân run rẩy. Bí Thư Hùng, anh xem, ôi tôi đúng là không biết gì. Tút, tút, tút. Hầu Thiên Đông đang định giải thích thì chiếc điện thoại màu xanh trong ba chiếc điện thoại trên bàn làm việc của Hùng Trạch Luân vang lên. Hùng Trạch Luân nhìn chiếc điện thoại đổ chuông mà khẽ khoát tay với Hầu Thiên Đông, tỏ ý không cần tiếp tục lên tiếng, sau đó cầm lấy điện thoại. Không biết đầu dây bên kia nói gì đó mà trên mặt Hùng Trạch Luân chợt xuất hiện nụ cười sáng lạn, hắn cười ha hả nói. "Chào bí thư Trịnh, hai người chúng ta dù nhận trước ở Lân Cận nhưng đây thật sự là lần đầu tiên nối thông điện thoại, tôi xin nói lời cảm tạ." bí thư trịnh, lân cận. Những chữ này làm cho Hầu Thiên Đông chợt nghĩ đến bí thư thị ủy thành phố An Dịch là trịnh Đông Phương. Ha ha ha, tôi sẽ nhanh chóng chấp hành chỉ thị của bí thư trịnh. Lúc này tôi xin đại biểu cho thị ủy chính quyền và hơn một triệu nhân dân thành phố Hồng Ngọc phát ra lời mời với bí thư trịnh, hy vọng khi nào anh rảnh thì đến Hồng Ngọc một chuyến, ha ha ha. Âm thanh của Hùng Trạch Luân cực kỳ phóng khoáng, điều này làm cho người nghe cảm thấy rất thoải mái. Nhưng tình hình lúc này lại làm cho Hầu Thiên Đông nghe lời của lãnh đạo mà giống như kim châm vào tai. Điện thoại vẫn tiếp tục, tiếng cười của Bí thư Hùng Trạch Luân vẫn ngày càng giống như phát ra từ tận đáy lòng, cú điện thoại này làm Hầu Thiên Đông biết rõ Bí thư Hùng Trạch Luân đang cực kỳ vui sướng. "Bí thư Trịnh, chuyện này tôi còn chưa biết, chuyện nhỏ như vậy mà cũng phải làm cho Bí thư Trịnh gọi điện thoại giải thích, thật sự làm cho tôi thấy cảm động." Tôi cũng không biết nói gì hơn lúc này tôi xin lấy nhân cách cá nhân để đảm bảo với bí thư trịnh bí thư cứ yên tâm đã có hùng trạch luân ở đây tuyệt đối sẽ không làm cho bí thư vương có bất kỳ điều gì uất ức không làm cho bí thư tiểu vương gặp phải bất kỳ uất ức gì hùng trạch luân nói như vậy không phải đã quyết định vận mệnh của mình hầu thiên đông nghe được lời nói của hùng trạch luân mà càng lúc càng sợ hầu thiên đông sợ hãi thì vũ trạch huy càng sợ hãi dù hắn không biết hùng trạch luân nói cụ thể điều gì và với ai trong điện thoại nhưng từ những lời ngắt quảng của lãnh đạo thì hắn vẫn hiểu ra được một hương vị, đó chính là sự việc lần này giống như mình lấy đá đập chân mình, biến hay thành dở. Hùng Trạch Luân đặt điện thoại xuống, vẻ mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, lão dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hầu Thiên Đông, sau đó lại nhìn sang Vũ Trạch Huy. Anh là Vũ Trạch Huy, có phải anh có một người anh họ là Vũ Trạch Nhân? Vâng, anh họ của tôi là Vũ Trạch Nhân, anh ấy là phó thư ký trưởng thị ủy thành phố An Dịch, là anh ấy nói cho tôi biết về tin tức của đồng chí Vương Tử Quân. Vũ Trạch Huy lúc này ý thức được Hùng Trạch Luân hỏi về Vũ Trạch Nhân cũng không phải là chuyện gì tốt, vì thế hắn rất muốn thoát khỏi mối quan hệ với Vũ Trạch Nhân. Hùng Trạch Luân nhìn Vũ Trạch Huy, lại nhìn Hầu Thiên Đông, bàn tay vỗ mạnh lên bàn, lão giận dữ nói: "Dù phát triển kinh tế là phương hướng của thành phố chúng ta, là mục tiêu và nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, thế nhưng tôi cũng không cường điệu tất cả đồng chí đều buông công tác để đi nắm bắt kinh tế, điều này là không thực tế. Vì có những đồng chí không thích hợp, nếu làm được việc thì tôi tín nhiệm, làm không thành thì tôi cũng sẽ tha thứ. Thường có chỗ ngắn, phi đao có chỗ dài, nhưng điều làm cho tôi cảm thấy đáng giận chính là có đồng chí toàn tâm toàn ý vì sự phát triển của địa phương nhưng lại bị những đồng chí làm ăn không ra gì đâm đao bắn súng sau lưng. Vũ Trạch Huy, anh đi ra ngoài cho tôi, đừng để cho tôi gặp lại anh. Vũ Trạch Huy nghe Bí thư Hùng nói mình phải đi ra ngoài, thế là hai chân hắn như nhũn ra, thiếu chút nữa đã ngã xuống. Bị Bí thư thị ủy lớn tiếng la mắng, sau đó lại bị đuổi ra khỏi phòng, hắn biết rõ kết quả của nó là thế nào. Hai môi của hắn mấp máy liên tục, lại run rẩy giải thích. "Bí thư Hùng, anh hiểu lầm rồi, anh nghe tôi giải thích đã, chuyện này." Hùng Trạch Luân căn bản không cho Vũ Trạch Huy cơ hội này, lão dùng ngón tay chỉ vào Vũ Trạch Huy với bộ dạng rất mất kiên nhẫn. Sau đó lạnh lùng ra lệnh. Anh đi ra ngoài, tuy chỉ có vài chữ nhưng lại giống như quân lệnh, Hầu Thiên Đông sợ Vũ Trạch Huy làm loạn ép bí thư Hùng Trạch Luân đuổi cả mình ra ngoài, nếu như một bí thư huyện ủy như mình bị bí thư thị ủy đuổi ra khỏi phòng, sợ rằng chờ đợi mình chỉ có kết quả cuốn gói ra đi. Người trong quan trường cần chú ý bảo vệ mình, khi Vũ Trạch Huy còn đang muốn phản biện thì Hầu Thiên Đông đã trừng mắt, lão đẩy Vũ Trạch Huy ra khỏi phòng không chút khách khí. Sao anh còn chưa đi? Cùng Trạch Luân nhìn Hầu Thiên Đông đẩy Vũ Trạch Huy ra khỏi phòng, vẻ mặt đã tốt lên vài phần, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hầu Thiên Đông vẫn rất lạnh. Bí thư Hùng, tôi xin kiểm điểm với anh, tôi là một bí thư huyện ủy mà không xem xét sự việc cho rõ ràng, lúc đầu vì sợ thị ủy bị liên lụy vì huyện Lô Bắc, thế cho nên mới. Thiếu chút nữa làm cho bí thư tử quân chịu uất ức, tôi xin làm kiểm điểm với anh, mong anh và thị ủy xử phạt tôi. Tư thái của Hầu Thiên Đông có thể nói là thiếu chút nữa hạ thấp xuống đúng quần, lúc này lão có muốn tiếp tục hạ thấp tư thái cũng không được, nếu như Hùng Trạch Luân thật sự muốn truy cứu trách nhiệm, sợ rằng chuyện xử phạt là khó tránh khỏi. Hùng Trạch Luân nhìn bộ dạng của Hầu Thiên Đông giống như một đứa trẻ làm sai và chờ tiếp nhận xử phạt, trong lòng khẽ động. Lão chậm rãi ngồi xuống ghế của mình, sau đó dùng giọng thấm thiên nói. Bí thư Thiên Đông, thái độ nhận sai lầm của anh là rất tốt, nhưng không thể chỉ là thái độ là được, tôi còn muốn anh có hành động thực tế. Bí thư vương tử quân vì huyện Lô Bắc mà đã cố gắng rất nhiều, chúng ta không những phải khen ngợi, còn phải có những hành động trần an các đồng chí phải chịu uất ức. Nếu không điều này sẽ ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí khác, đó là kết quả được không bù mất. Đúng vậy, Bí thư Hùng, sau khi quay về tôi nhất định sẽ thành thật xin lỗi đồng chí vương tử quân, thỉnh cầu anh ấy tha thứ cho hành vi lỗ mãng của mình. Hầu Thiên Đông thấy vẻ mặt Hùng Trạch Luân trở nên tốt đẹp hơn thì trái tim đã hạ xuống lồng ngực. À, không cần xin lỗi công khai, nếu không uy tín của một lãnh đạo như anh còn được bao nhiêu. Hùng Trạch Luân khẽ gõ lên mặt bàn, ánh mắt lại nhìn sang Hầu Thiên Đông, vẻ mặt nhàn nhạt làm cho người ta phải nghiềm ngẫm. Nhưng lời nói của lão cũng làm cho Hầu Thiên Đông hiểu ra vấn đề, đây là Hùng Trạch Luân tự cho mình thể diện, dù thế nào thì mình cũng là bí thư huyện ủy, nếu như xin lỗi công khai Vương Tử Quân, sau này uy tín trong ban ngành sẽ giảm điều này có nghĩa là bí thư hùng trạch luân không có ý bỏ cũ thay mới với mình hầu thiên đông nghĩ đến tình huống mình không bị thay thế lão không khỏi cảm thấy thoải mái hơn một chút nhưng lão vẫn tỏ ra trung tâm không những nói lời xin lỗi bí thư hùng trạch luân còn nói sẽ xin lỗi vương tử quân ở trường hợp tư nhân chẳng biết có phải vì thái độ nhận sai thành khẩn của hầu thiên đông làm cho bí thư hùng trạch luân tán thành hay không nhưng khi Hùng Trạch Luân ngồi xuống ghế lại ném một gói thuốc cho Hầu Thiên Đông. Hầu Thiên Đông trước nay ở huyện tuy rất ít khi tự mình châm thuốc, nhưng kỹ thuật châm thuốc của lão với lãnh đạo vẫn không giảm, lão nhanh chóng giúp bí thư Hùng đốt thuốc, sau đó lại châm lửa cho mình. Hầu Thiên Đông hít vào một hơi thật sâu, rất thơm. Lão hút thuốc mà cảm giác như bầu trời đã quay lại với mình, hương vị rất tốt. Bí thư Thiên Đông, sau khi quách vạn thần gặp chuyện không may thì ai là người quản lý khối tư pháp ở huyện ủy các anh? Hùng trạch luân khẽ gạt tàn rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi Hầu Thiên Đông. Hầu Thiên Đông có thể lên đến chức vụ bí thư huyện ủy, tất nhiên hai tay cũng không phải dùng không. Bí thư Hùng nói ra những lời này làm cho lão biết rõ ý nghĩa, trong lòng dù không tình nguyện nhưng vẫn bày tỏ thái độ rất rõ ràng. Bí thư Hùng, tư pháp luôn nằm dưới sự chỉ đạo của bí thư Vương Tử Quân. Sau khi anh ấy tiến lên tiếp nhận công tác thì thành tích quá rõ, khối tư pháp của huyện Lô Bắc cũng bước lên bậc thang mới đặc biệt là đến Tết, tình hình chị An cực kỳ ổn định. À, vậy cũng tốt, nhưng nó cũng không phải danh chính ngôn thuận. Trong nước chúng ta, cần chú ý đến sự thống nhất giữa quyền lực và trách nhiệm, có nhiều khi trách nhiệm phải cân xứng với địa vị. Hùng Trạch Luân lại gà tàn rồi thản nhiên nói. Lúc này Hầu Thiên Đông đã hoàn toàn buông lỏng, Hùng Trạch Luân lại bàn về vấn đề nhân sự với mình. Điều này nói rõ vị trí của mình vẫn đảm bảo mà không xảy ra sự cố, lãnh đạo Hùng cũng không gõ đầu mình. Bí thư hùng, không có bá nhạc không có thường hữu. anh có thể xem trọng đồng chí Vương Tử Quân. Tôi thật sự vui mừng và cảm động, nhìn vào những thành tích mà đồng chí Vương Tử Quân đã tạo ra khi lên nắm công tác, tôi cảm thấy khối tư pháp nên giao cho anh ấy quản lý. Tốt, như vậy anh nên đề nghị với thị ủy, chúng ta cùng nhau đi theo trình tự bổ nhiệm cán bộ. Hùng Trạch Luân cười cười rồi khẽ gật đầu. chương 224, cầu vồng sau cơn mưa, khi Hầu Thiên Đông rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Hùng Trạch Luân thì sau lưng áo đã ướt đẫm. dù thế nào thì đây cũng là một lần lão lọt qua cánh cửa hẹp của mối nguy cực độ. Nhưng khi Hầu Thiên Đông nghĩ đến lời đề nghị để Vương Tử Quân tiến lên vị trí phó Bí Thư chủ quản tư pháp, lão không khỏi hung hăng nhổ một bãi nước miếng. Còn bà nó, lần này vốn muốn cáo trạng Vương Tử Quân, không ngờ lại biến hay thành dở, ngược lại còn làm cho chức vụ của đối phương tăng thêm một bậc, Đồng thời điều đáng giận nhất chính là chính mình phải nịnh nọt tiến cử đối phương. Vương tử quân sau khi từ thành phố An dịch quay về thì cả huyện ủy đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh như trước, nhưng ký ức về hội nghị thường ủy ngày hôm trước vẫn còn làm cho người ta cảm thấy mới mẻ. Bí thư, lần này thật sự là cho người ta một cái tát thật mạnh. Tiếu tử đông bây giờ càng thích gọi vương tử quân là bí thư, hắn cố ý tỉnh lược đi cả tên lẫn họ. Vương tử quân tất nhiên cũng biết cách gọi như vậy của tiếu tử đông có ý nghĩa gì. Vương Tử Quân khẽ cười với Tiếu Tử Đông, hắn ném cho đối phương một điếu thuốc, hai người không nói lời nào mà ngồi hút thuốc, rõ ràng là ăn ý không cần bàn luận. Vương Tử Quân chỉ cười cho qua với hội nghị thường ủy lần trước, nhưng có vài người lại không may mắn. Chuyện tốt không ra khỏi cửa nhưng chuyện xấu truyền ngàn dặm, tin tức phố Trạch Huy bị bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân đuổi ra khỏi phòng không biết vì sao lại để mọi người biết được và lan truyền cho nhau. Dù phó phòng thường vụ phòng tuyên truyền là cao trí viễn bị vũ trạch huy áp chế cực kỳ xít sao nhưng những ngày qua lại rất đắc chí vừa lòng, chạy qua chạy lại rất vui vẻ, thường bỏ mạng đến phòng làm việc của vương tử quân. Tuy vương tử quân cũng không nói gì với vị phó phòng có tư tưởng hăng hái vui vẻ kia, nhưng địa vị của vũ trạch huy ở phòng tuyên truyền bắt đầu dao động, có vài vấn đề về nhân sự đã vượt khỏi tầm tay, sinh ra cảm giác chỉ huy bất động. Nhưng những điều này thật sự làm cho vũ trạch huy khó nói ra ngoài, hắn chỉ có thể chịu nhục nuốt giận mà thôi. Bí thư vương, vừa rồi văn phòng huyện ủy cho ra thông báo, nói 2 giờ chiều hôm nay bí thư hầu sẽ mở hội nghị thường ủy, mời tất cả các vị thường ủy tham gia. Tôn Hạ Châu vừa rót nước vừa khẽ nói với vương tử quân. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn thuận miệng nói với tôn Hạ Châu. Hạ Châu, vợ cậu công tác ở đâu? Cô ấy là một giáo viên tiểu học. Tôn Hạ Châu có chút trần trừ rồi trả lời chi tiết làm giáo viên cũng tốt là một nghề cao quý dạy dỗ con em nên người hơn nữa còn biết lễ nghĩa nhất định là một người nội trợ ngoan hiền vương tử quân nâng ly trà lên rồi mỉm cười nói tôn hạ châu khẽ gật đầu hắn có chút do so dự nhưng cuối cùng cũng không nói ra điều gì hắn có hơi trao mày nhưng tất cả đều bị vương tử quân nhìn vào trong mắt hắn không khỏi dùng giọng nghi hoặc nói vợ cậu dạy học ở đâu thưa bí thư ở trường tiểu học ngũ lý phô Tôn Hạ Châu lên tiếng, giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Vương tử quân tất nhiên hiểu vẻ mặt của Tôn Hạ Châu, hắn gật đầu nói. Có hơi xa huyện thành, cậu ở bên cạnh tôi bận rộn nhiều việc, tôi thấy hay là thế này, tôi sẽ nói một câu với trưởng phòng giáo dục, để xem có thể cho vợ cậu đổi trường được không. Vương tử quân nói rồi lấy sổ điện thoại ra xem xét, khi tìm được số điện thoại của trưởng phòng Trúc thì nhấc máy gọi ngay. Alo, Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, tuy chỉ có một chữ nhưng lại tràn đầy giọng quan. Vì không có sự liên hệ nghiệp vụ nên Vương Tử Quân cũng không có ấn tượng với vị trưởng phòng này, chỉ gặp mặt một lần mà thôi, thế là hắn phải tự giới thiệu mình. "Có phải là trưởng phòng Trúc không, tôi là bí thư ủy ban Tư pháp Vương Tử Quân." Trưởng phòng Trúc chợt khựng lại, sau đó giọng điệu trở nên vô cùng nhiệt tình. "Chào bí thư Vương, bí thư Vương có gì cần dặn dò sao?" cũng không dám có chỉ thị, nếu tôi vung tay múa chân với anh, sợ rằng chủ tịch tiền sẽ nổi giận mất. Vương tử quân cười ha hả rồi khẽ nói. Trúc Tân An là trưởng phòng giáo dục, tuy trước nay không được vài lần tiếp xúc với bí thư vương tử quân, thế nhưng hắn biết rất rõ về vị cán bộ trẻ tuổi là phó chủ tịch huyện và kiêm nhiệm vị trí bí thư ủy ban tư pháp này, cũng biết rõ lực ảnh hưởng của đối phương. Đây là nhân vật mà hắn không thể nào đắc tội, mà tiền diễm lệ thì thế nào, chẳng lẽ muốn tìm mình đòi mạng sao? Trúc Tân An tin rằng vì vấn đề công tác mà chủ tịch tiền chỉ có thể được trăng hay chớ mà thôi, ngược lại chỉ vì con trai bị vương tử quân bắt đi, thế cho nên trong lòng mới có thủ oán với vị bí thư này. Bí thư vương, ngài quá khách khí rồi, ngài là lãnh đạo của tôi, chỉ thị của ngài là chỉ thị cao nhất với tôi. Trúc Tân An cũng không keo kiệt lời nói của mình trong điện thoại. À, cảm ơn anh đã giúp đỡ công tác của tôi, bản thân tôi cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là Hạ Châu muốn mời anh một bữa cơm rau dưa, sợ anh bề bộn công tác, thế nên tôi mới giúp cậu ấy gọi điện thoại cho anh. Vương Tử Quân cười nói ra ý nghĩ của mình. Hạ Châu là ai? Trúc Tân An biết rõ ràng Hạ Châu là ai, hắn nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân gọi điện thoại đến mà thầm hiểu ra vấn đề, thế là nở nụ cười và dùng giọng khách khí nói. Bí thư Vương, anh thay tôi chuyển cáo cho trưởng Khoa Tôn, Trúc Tân An tôi bất cứ lúc nào cũng nghe theo lời triệu hoán của anh ấy. Bí thư Vương, không biết tôi có cơ hội mời anh một bữa cơm không? Tất nhiên là có thể, nhưng hôm nay tôi bận học, thế này đi. Hôm nay Hạ Châu sẽ mời anh dùng cơm, sau đó anh phải mời tôi và Hạ Châu dùng cơm. Vương Tử Quân nói thêm hai câu rồi cúp điện thoại. Tôn Hạ Châu đứng đó nghe Vương Tử Quân gọi điện thoại mà trong mắt có chút sương mù ướt át. Cũng không phải hắn là loại tâm tình đàn bà, mà là vì một cú điện thoại của Vương Tử Quân thật sự làm cho hắn sinh ra ơn chi ngộ xem như sự tận tụy trung tâm của hắn thời gian qua đã được lãnh đạo báo đáp chuyện điều động công tác của vợ thì hắn không muốn làm phiền bí thư vương tử quân thế nhưng không ngờ bí thư lại chủ động thực hiện cho mình bí thư vương tôi tôn hạ châu thật sự rất cảm động giọng điệu có hơn run hạ châu cậu theo tôi thời gian dài cũng hiểu con người của tôi là thế nào dù cậu làm thư ký rất tốt nhưng hôm nay tôi cũng không nhịn được phải phê bình cậu vì chuyện vợ không được dạy học gần huyện thành Cậu theo tôi vốn rất bận rộn, tan tầm lại không được về nhà sớm, như vậy sao có thể chăm sóc cho gia đình? Có gì khó khăn cậu cứ nói với tôi, chúng ta cùng nghĩ biện pháp giải quyết, cậu cũng không nên cất giấu những buồn bực trong lòng, có đúng không? Dù bị Vương Tử Quân phê bình nhưng Tôn Hạ Châu vẫn cảm thấy rất ấm áp, ít nhất hắn cũng biết bí thư Vương không coi mình là người ngoài, làm thư ký cho bí thư Vương, mình cúi người làm châu ngựa cũng đáng. Bí thư Vương, tôi đã nhớ kỹ rồi. Tôn Hạ Châu có hơi run rẩy, nước mắt thiếu chút nữa thì tràn ra, nhưng sau đó hắn nhanh chóng gật đầu dùng giọng kiên định nói. À, cậu đi mau lên. Vương Tử Quân phất phất tay với Tôn Hạ Châu, sau đó tiếp tục xem xét văn kiện. Nhưng sự thanh nhàn của Vương Tử Quân cũng không bảo trì được bao lâu, chỉ sau một lát thì Trương Tân Dương đã gõ cửa đi vào. Chào Bí Thư Vương. Trương Tân Dương vừa nói vừa dùng hai tay đưa thuốc cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận điếu thuốc, sau đó hắn chỉ vào chiếc ghế trước mặt tân dương anh đến đây cũng đừng khách khí nên ngồi cứ ngồi khát nước tự đi rót nước uống vương tử quân nói lời tùy ý làm cho trương tân dương cảm thấy ấm áp hắn tất nhiên biết rõ lãnh đạo tiếp đái anh như khách bình thường sẽ chứng tỏ hai bên có sự xa lạ nhưng nếu lãnh đạo có thể cho anh tù tiện như vậy khoảng cách giữa hai bên là rất ngắn trương tân dương nghĩ đến những vấn đề này mà trong lòng chợt hưng phấn hắn cũng là một người sống sờ sờ trên đời Nghe Vương Tử Quân nói như vậy cũng không khách khí. Hắn vừa ngậm thuốc vừa cầm bình trà rót đầy ly cho Vương Tử Quân, sau đó lại rót cho mình một ly, cuối cùng còn tùy tiện nói: "Bí thư Vương, trà ngon của anh cũng làm dạ dày tôi dịu lại." "Tân Dương, gần đây công tác của cục công an như thế nào?" Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Tiếu Tử Đông rồi hỏi. Trương Tân Dương tuy sắp xếp ở vị trí cuối cùng trong ban ngành cục công an, thế nhưng vì hắn là người của Vương Tử Quân, vì vậy mà được Cục trưởng Liên Giang Hà cực kỳ coi trọng. Có đôi khi lời nói của Phó Cục trưởng Thường vụ Kim Siêu Việt cũng không có tác dụng bằng Trương Tân Dương, đừng nói là một trần quốc chính mất đi chỗ dựa sau cây ếch quách vạn thần rơi đài. Bí thư vương, bây giờ tôi đại biểu cho đồng chí Cục trưởng Liên Giang Hà để báo cáo với anh, dưới sự lãnh đạo của huyện ủy chính quyền, dưới sự dẫn dắt của Bí thư vương, Cục Công an đã cố gắng hoàn thành công tác bảo đảm trị an trong mùa đông, bảo đảm hoàn cảnh xã hội yên bình. Trương Tân Dương nghiêm trang lên tiếng với Vương Tử Quân giống như đọc thuộc lòng. Anh đến đây báo cáo hay đọc tổng kết cả năm vậy? Anh mau thành thật nói cho tôi biết, công tác gần đây là thế nào? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của Trương Tân Dương mà không khỏi cười lên ha hà. Bí Thư Vương có lệnh, tất nhiên tiểu tử này sẽ vâng theo. Bí Thư Vương, Cục Công an huyện công tác rất tốt, sau khi Cục trưởng Liên Giang Hà lên nhận chức thì thật sự đã xử lý được rất nhiều vấn đề tồn động nói cụ thể ra thì cục công an vẫn phát triển không ngừng ít nhất thì trạng thái phát triển rất tốt phương hướng tốt mục tiêu cũng tốt trương tân dương nói những lời ừa rồi cũng chỉ vì chọc cười bây giờ mới có chút nghiêm trang à vậy thì tốt vương tử quân khẽ gật đầu bí thư vương nghe nói hai ngày gần đây anh đã mạo hiểm công tác thiếu chút nữa bị tiểu tử vũ trạch huy ám hại sau lưng trương tân dương lên tiếng âm thanh có hơi trầm thấp anh nghe ai nói như vậy? Tân Dương, tôi nhắc nhở anh một câu, loại chuyện này anh ở đây nói với tôi thì được, cũng không được nói loạn bên ngoài, anh có hiểu không?" Vương Tử Quân nghiêm mặt trầm giọng nói. "Bí thư Vương, tôi hiểu ý của ngài, tôi nói chuyện sẽ có chừng mực. Nhưng, Bí thư Vương, tiểu tử Vũ Trạch Huy lần này trộm gà không được còn mất nắm gạo, chúng ta cũng không thể để hắn mãi làm việc xấu xa như vậy, nếu không sẽ làm hắn càng thêm kiêu ngạo." Tôi nghe nói người này hình như có vấn đề với cô gái tên là Liễu Hiên Hồng, anh xem." Trương Tân Dương nói rất khẽ, Vương Tử Quân cúi đầu trầm ngâm một lát, sau đó hắn mới khẽ nói. "Liễu Hiên Hồng là ai?" Chương 225: Hoa dại ven đường không dễ hái. "Liễu Hiên Hồng là ai?" "Liễu Hiên Hồng là người dẫn chương trình của đài truyền hình huyện Lô Bắc chúng ta, chồng của cô nàng này là một quân nhân." Trương Tân Dương nhanh chóng trả lời. Rõ ràng hắn biết rất rõ về chuyện này. Phá hoại hạnh phúc gia đình của quân nhân là một tội lớn, nhưng chuyện này chúng ta không nên nhúng tay vào. Vương Tử Quân cũng không ngẩng đầu lên mà tiếp tục xem xét văn kiện trên bàn, lại dùng giọng không đếm xỉa nói. Trương Tân Dương ngẩng đầu lên thật mạnh, hắn vừa muốn nói gì đó nhưng chỉ sau nháy mắt đã bừng tỉnh, hắn chợt cúi đầu như gà mổ thóc. Bí thư Vương nói rất đúng, chuyện hư hỏng thế này chúng ta cũng không nên dính vào. Trương Tân Dương nói xong thì cũng không tiếp tục bàn về vấn đề này, hắn chỉ nói vài câu cho vui với Vương Tử Quân, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Bí Thư Vương. Sau khi Trương Tân Dương rời khỏi phòng, khóe miệng Vương Tử Quân lộ ra nụ cười vui vẻ, hắn biết rõ Trương Tân Dương sẽ làm gì, chỉ là trong lòng có chút kháng cự, cảm thấy điều này có chút xấu xa. Xem ra quan trường là một cái chảo nhuộm, dù anh có cố gắng bảo thủ, cố gắng giữ mình trong sạch thì vẫn không thực tế có những người âm thầm cống hiến cho tổ quốc, đi đến tận biên cương làm nhiệm vụ canh phòng, như vậy thì chính quyền xem như là hậu viện phải giữ gìn chút tôn nghiêm cho anh chứ. 1 giờ 50, Vương Tử Quân đi đến phòng họp huyện ủy, hắn là một vị thường ủy xếp vị trí cuối cùng, dù bây giờ có chút thế lực nhưng vẫn không thể bằng những thường ủy thâm niên. Nhưng trên vấn đề quy củ thì Vương Tử Quân thật sự làm rất tốt, hắn tuân thủ đàng hoàng, chỉ cần là hội nghị thường ủy thì hắn là người đến đầu tiên. Vương tử quân đến cửa phòng họp thì chợt sướng sờ, vì lúc này không những có tiếu tử đông ngồi sẵn, thậm chí trưởng phòng vũ trang tân quân tắc cũng đã ngồi trên vị trí của mình. Nhìn bộ dạng hai người trò chuyện vui vẻ, rõ ràng là bầu không khí rất tốt. Bí thư vương đến rồi đấy à, mời anh ngồi. Tiếu tử đông thấy vương tử quân thì không tự chủ được phải đứng lên, hắn tươi cười lên tiếng. Tân quân tắc cũng thấy vương tử quân, hắn cười cười với vương tử quân xem như chào hỏi, nhưng vẻ mập mờ trong nụ cười của hắn thì ai cũng có thể thấy được rõ ràng. Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông ngồi xuống thì khẽ trò chuyện với nhau, nội dung tất nhiên sẽ liên quan đến hội nghị thường ủy hôm nay. Nhưng hai người cũng không nói quá rõ ràng, chỉ là vài lời bóng gió mà thôi. Khi hai người Vương Tử Quân còn đang trò chuyện thì trưởng phòng tổ chức Tôn Quốc Lương đi đến, hắn thấy Vương Tử Quân đang ngồi cùng trò chuyện với Tiếu Tử Đông, vẻ mặt không khỏi có chút biến đổi, hắn nhanh chóng vào vị trí của mình. 1 giờ 58 phút, Chủ tịch Lưu Thành Quân và Bí Thư huyện ủy Hầu Thiên Đông một trước một sau đi vào phòng họp. Hai người này đi vào phòng thì dù là Vũ Trạch Huy, Trần Lộ Giao đang khẽ nói chuyện với nhau hay Vương Tử Quân và Tiếu Tử Đông đang bàn luận cũng dừng ngay lại. Hầu Thiên Đông ngồi xuống vị trí của mình, ánh mắt nhìn về phía Vương Tử Quân. Tuy sau khi quay về thì Vương Tử Quân nhanh chóng đến báo cáo với lão về sự việc đã qua, nhưng lúc này khi thấy mặt đối phương thì trong lòng lão vẫn giống như ăn phải ruồi bọ cực kỳ không thoải mái. Nhưng Hầu Thiên Đông là một vị bí thư huyện ủy, lão rất giỏi khống chế tâm tình của mình. Lão nở nụ cười chân thành với Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng chân thành không kém nói. Những ngày nay có thể nói là huyện Lô Bắc liên tục có tin vui, cái này không rời xa sự cố gắng công tác của các đồng chí, đặc biệt là bí thư Vương Tử Quân càng có công lao lớn. Hành trình đến thành phố An Dịch lần này của bí thư Vương Tử Quân không phụ lòng mong đợi của mọi người, đã nhận được lời khẳng định thông qua đàm phán xây dựng cầu đường với thành phố An Dịch, còn ký kết được hiệp nghị, ý nghĩa của nó là thế nào? Có nghĩ là con đường sẽ được xây dựng, huyện Lô Bắc chúng ta sẽ giảm đi một nửa áp lực. Vì vậy tôi đề nghị chúng ta dùng một tràng pháo tay nhiệt liệt để tỏ lòng cảm tạ những cố gắng không mệt mỏi của đồng chí Bí Thư Vương Tử Quân. Hầu Thiên Đông là người vỗ tay đầu tiên, Lưu Thành Quân là người nối tiếp, đám người trần lộ giao tuy không cảm thấy vui vẻ gì nhưng cũng phải vỗ tay theo tuy đám thường ủy không dùng sức vỗ tay nhưng âm thanh vẫn rất vang dội. Vương tử quân mỉm cười nhìn các đồng sự vỗ tay, hắn lại đứng lên liên tục nói lời không dám. Trong quan trường thường là như vậy, một trường hợp vỗ tay chúc mừng thực chất có quá nhiều giải dối, có lắm kẻ giả nhân giả nghĩa. Bí thư hầu, có thể đạt thành hiệp nghị với thành phố An Dịch thì tôi cũng không muốn mua danh chuộc tiếng, đây không phải là công lao của tôi, mà là của cả huyện ủy chính quyền và nhân dân huyện Lô Bắc, Nói trắng ra thì tôi chỉ là một người chấp hành mà thôi. Nếu sau lưng tôi không có quyết sách, không có sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của bí thư và chủ tịch, không có sách lược về chế định nhìn xa trông rộng của hai vị lãnh đạo, không có sự hậu thuẫn của huyện ủy chính quyền, người thành phố an dịch thế nào lại biết Vương Tử Quân tôi là ai? Tôi sẽ không thể nào hoàn thành được công tác, nói ra thì đó là công lao của bí thư Hầu và chủ tịch Lưu. Tuy biết đây chỉ là những lời khiêm tốn của Vương Tử Quân, nhưng Hầu Thiên Đông và Lưu Thành Quân nghe thấy như vậy cũng sinh ra cảm giác hưởng thụ cực kỳ vui sướng. Ngay cả đám người trần lộ giao thích soi mói cũng tự mình hiểu lấy vấn đề, cũng biết rõ đạo lý tiến lui. Bí thư tử quân khiêm tốn rồi. Hầu Thiên Đông vuốt mái tóc của mình, sau đó lão dừng lại một chút và tiếp tục lên tiếng. Sau khi đồng chí Quách Vạn Thần gặp chuyện không may thì khối tư pháp của huyện chúng ta luôn được bí thư vương tử quân nắm chặt, công tác cực kỳ tốt đẹp, đặc biệt là cục công an, càng nhận được sự nhất trí khen ngợi của viện ủy chính quyền về phương diện đả kích tội phạm. Hôm trước phó phòng triệu của phòng tổ chức thị ủy đã gọi điện thoại cho tôi, nói là ban ngành chúng ta nên nhanh chóng đề xuất vị trí phó bí thư huyện ủy. Tôi cảm thấy bí thư vương là một cán bộ tố chất cao, năng lực công tác cực mạnh, hoàn toàn có thể đảm nhiệm vị trí cao nhất của công tác tư pháp. Mọi người thấy thế nào? Hầu Thiên Đông nói ra những lời này thật sự đã châm trước không biết bao nhiêu lần, lúc này mới phát ra khỏi miệng tuy tất cả đều hợp với lẽ thường nhưng trong lòng lão vẫn sinh ra cảm giác khó chịu. Khốn nổi dù thế nào thì lão cũng phải chấp hành, đây là kế hoạch của bí thư thị ủy Hùng Trạch Luân, lão không dám không nghe. Trước đó Hầu Thiên Đông đã có thông qua với Lưu Thành Quân, thế nên Lưu Thành Quân thấy Hầu Thiên Đông bắt đầu thì cũng lên tiếng. Tôi hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị của bí thư, chúng ta cần phải dựng lên một phương hướng chính xác cho sự phát triển của các đồng chí, thành lập một trình tự đúng đắn, một cơ chế phù hợp. Tôi tin tưởng mọi người cũng thấy rõ những thành tích của khối tư pháp trong vài tháng qua, năng lực của bí thư vương tử quân là quá rõ ràng, hoàn toàn có khả năng nhận trọng trách nặng nề của khối tư pháp huyện Lô Bắc. Bí thư và chủ tịch đã căn bản lên tiếng khẳng định một sự việc, Trần Lộ Giao là phó bí thư nắm công tác tổ chức cũng chỉ có thể khẽ gõ bút, biết mình có phản đối cũng vô dụng. Hơn nữa trước đó Hầu Thiên Đông đã nói rõ với mình, chuyện này không cần hắn phải ôm thái độ phản đối. Tôi đồng ý, Tuy chỉ có ba chữ nhưng Trần Lộ Giao cảm thấy mình mở miệng thật sự khổ sở, hắn nghĩ đến tình huống vương tử quân đến sau nhưng đi trước mình, trong lòng thật sự rất bức bối. Trần Lộ Giao sau khi tỏ thái độ thì các vị thường ủy khác cũng lên tiếng đồng ý, thế là chuyện vương tử quân được đề cử làm phó bí thư nắm khối tư pháp được thông qua một cách gọn gàng. Sau khi tiếp tục nói vài lời về những chuyện cấp bách trong huyện, Hầu Thiên Đông lại lên tiếng. Giám đốc đài truyền hình thường chính hữu đã đến tuổi về hưu, bản thân anh ấy cũng có ý muốn lui về nghỉ ngơi. Bây giờ phòng tổ chức đã sắp xếp sẵn nhân tuyển cho vị trí giám đốc đài truyền hình, mời mọi người tham khảo. Hầu Thiên Đông nói xong thì quay sang nhìn Tôn Quốc Lương, mà Tôn Quốc Lương cũng đã sớm có chuẩn bị với phương diện này, thế cho nên hắn khẽ lơ đáng đưa mắt nhìn Vũ Trạch Huy, sau đó trầm giọng nói. Đồng chí thường chính hữu công tác cần cù chăm chỉ, chịu nhiều mệt nhọc, đã làm ra cống hiến rất lớn cho công tác truyền thông của huyện Lô Bắc chúng ta, mà huyện ủy chính quyền cũng tỏ ra tán thành những thành tích của anh ấy. Ý kiến của Bí Thư Hầu là khi anh ấy về hưu sẽ tăng lên một cấp, để anh ấy được hưởng thụ đãi ngộ cấp chính khoa. Đối với phương án sắp xếp cho một người sắp về hưu thì các vị thường ủy huyện ủy cũng không có hứng thú, đừng nói là hưởng thụ đãi ngộ cấp chính khoa, đi phu anh có hưởng thụ đãi ngộ cấp nào cũng không liên quan đến mọi người. Chỉ cần anh không còn đứng trên vị trí của mình, như vậy củ cải đã nhổ ra thì vẫn để lại lỗ hổng, sẽ được đánh giá rất cao. Vì thế mà chuyện bổ nhiệm đồng chí Thường Chính Hữu lên một cấp được thông qua ngay lập tức. Tôn Quốc Lương thấy mọi người không ai phản đối, mình có thể thuận lợi thông qua phương án đẩy Thường Chính Hữu lên một cấp, trong lòng cũng có chút thành tựu. Hắn đưa mắt nhìn các vị thường ủy đang ngồi đây, trong lòng thầm cầu nguyện, vì vấn đề bổ nhiệm sau đó mới thật sự đáng lo lắng, ngàn vạn lần đừng phát sinh ra con thiêu thân nào thì tốt. Nhân tuyển cho vị trí giám đốc đài truyền hình chính là đồng chí Liễu Yên Hồng, đồng chí Liễu Yên Hồng năm nay 30 tuổi là nữ, người huyện Lô Bắc thành phố Hồng Ngọc, trước kia từng có kinh nghiệm công tác ở đài truyền hình thành phố, nhiều lần làm người dẫn chương trình thời sự, là chủ nhiệm phòng tin tức. Trên phương diện công tác thì đồng chí Liễu Yên Hồng có nghiệp vụ cao, cần cù chăm chỉ, chịu nhiều mệt mỏi, nhiều lần có công tác quan trọng thường nắm chắc toàn cục, phát huy đầy đủ phong thái của một vị đảng viên, đoàn kết đồng sự, có năng lực phối hợp mạnh, hòa mình cùng quần chúng. Tôn Quốc Lương dù nói ra những lời cực kỳ máy móc nhưng dư quang khóe mắt vẫn không quên quét qua mặt các vị thường ủy, thấy có vị thường ủy nhíu mày, có vị nở nụ cười đùa cợt, thế là thầm cảm thấy không đủ lực. Đến khi Tôn Quốc Lương nói xong thì đến lúc hầu thiên đông trưng cầu ý kiến của mọi người, bí thư ủy ban kỷ luật Tả Minh Phương là người lên tiếng đầu tiên. Chúng ta cần phải xem xét cho rõ ràng, gần đây có người phản ánh nữ đồng chí này có tác phong không tốt. Vũ Trạch Huy tất nhiên biết rõ tác phong của Liễu Yên Hồng là không tốt, nhưng vừa nghe Tả Minh Phương nói như vậy thì thầm căm hận, nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười nói: "Bí thư Tả, chúng ta xem xét đồng chí không những cần phải nhìn vào việc có năng lực công tác hay không, còn phải xem xét toàn diện, mà các đồng chí ủy ban kỷ luật muốn phá án cũng cần có chứng cứ rõ ràng. Đồng chí Liễu Yên Hồng có thành tích tốt không phải vì có vài ba tin đồn nhảm là xóa đi được, đây không phải là bóp chết tương lai của cán bộ trẻ tuổi sao?" vì liễu yên hồng mà vũ trạch huy bây giờ phải không tiếc bất kỳ cái giá nào vốn hắn cũng cảm thấy nguy cơ sau sự kiện của vương tử quân thế nhưng bây giờ vì liễu yên hồng mà không tự giác phải đưa mình vào thế đối lập với tả minh phương vũ trạch huy vừa nói xong thì trần lộ giao đã lên tiếng trưởng phòng trạch huy nói đúng tôi đồng ý với ý kiến của anh ấy chủ tịch mao có dạy bảo chúng ta chỉ cần đặt xuống địa phương sẽ có hai loại tin tức trái ngược nhau Tôi cảm thấy những đồng chí có năng lực vì công tác nhiều mặt nên cũng đắc tội nhiều người, dễ dàng làm cho người ta nói ra những lời bầy đặt sinh sự. Thưa các đồng chí, là phụ nữ rất khó, làm một người phụ nữ nổi tiếng càng thêm khó, chúng ta không thể vì chút tin tức bên lề mà đả kích tính tích cực công tác của một đồng chí nữ, đây là một hành vi không chịu trách nhiệm với tổ chức. Vẻ mặt Tả Minh Phương có hơi đỏ, hắn không ngờ mình vạch trần một sự thật mà lại bị người ta vây công mãnh liệt như vậy mà vị thường ủy xếp trước mình là Trần Lộ Giao càng dùng giọng phê bình khá mạnh. Nếu tin tức về hội nghị thường ủy lần này lan truyền ra ngoài, sợ rằng uy tín của mình sẽ bị ảnh hưởng. Tả Minh Phương nhìn Trần Lộ Giao đang chậm rãi lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn về phía Lưu Thành Quân, hy vọng tìm được sự trợ giúp của Chủ tịch Lưu. Lưu Thành Quân tất nhiên thấy rõ ánh mắt cầu cứu của Tả Minh Phương, lúc này Tả Minh Phương nghĩ gì thì hắn cũng hiểu rất rõ, nhưng đối mặt với đám người thường gây sự là trần lộ giao thì hắn cũng cảm thấy có chút khó khăn hắn là một vị chủ tịch huyện nếu như tỏ thái độ quá rõ ràng không phải sau này sẽ bất lợi trong công tác sao nhưng nếu như mình im lặng không nói chết sống không mở miệng như vậy sợ rằng sẽ mất đi một vị chiến hữu lâu năm như tả minh phương nếu là như vậy sau này lưu thành quân sẽ trở thành kẻ cô đơn trong hội nghị thường ủy sau khi xem xét đủ đường lợi hại thì hắn chuẩn bị mở miệng bí thư lộ giao công tác của đài truyền hình không nằm trong sự phân công quản lý của tôi, tôi cũng không biết về đồng chí Liễu Hiên Hồng, nhưng phòng tổ chức cũng cần có nguyên tắc tổ chức. Đài truyền hình phải có các vị phó giám đốc chứ, giám đốc thường vừa lui xuống, lúc này các vị phó giám đốc đều nhìn chằm chằm vào vị trí này, nếu như đặc biệt đề bạt một cán bộ khác, như vậy cũng ảnh hưởng đến tính tích cực của các vị cấp phó. Vì thế tôi thấy có thể xem xét một vài vị cán bộ khác cũng tích cực công tác hay không. Như vậy còn phải dựa theo nguyên tắc tổ chức. Vương tử quân khẽ nâng ly trà lên, hắn nghiêm trang nói trước khi Lưu Thành quân lên tiếng. Một vị bí thư ủy ban tư pháp mở miệng trước mặt các vị thường ủy nói về vấn đề nguyên tắc, đây thật sự là vỗ lên mặt Trần Lộ Giao. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lên tiếng cực kỳ hợp tình hợp lý, dù Trần Lộ Giao là phó bí thư nắm công tác tổ chức cũng không tìm ra được lời nói nào để phản bác. Trần Lộ Giao trầm mặc chính là cơ hội cho Lưu Thành Quân phản kích, Vương Tử Quân đã lên tiếng định vị, Lưu Thành Quân nếu như không lên tiếng rèn sắt ngay khi còn nóng, sợ rằng sẽ bị người ta cho là không biết nắm thời cơ. Bí thư hầu, tôi đồng ý với ý kiến của bí thư vương, theo tôi được biết thì đài truyền hình huyện Lô Bắc không phải không có phó giám đốc, hơn nữa không phải là một mà là ba vị, phòng tổ chức khảo sát đã bỏ qua ba đồng chí này, chẳng lẽ ba đồng chí này không hợp cách? Lưu Thành Quân nói rất nặng, Tôn Quốc Lương bị tấn công mà chỉ có thể cúi đầu, có ba vị phó giám đốc mà tất cả đều không hợp cách, đây thật sự khó nói nên lời, không những đắc tội với người mà bản chân còn không vững vàng. Tôi nghe nói các vị lãnh đạo ban ngành của đài truyền hình chiến đấu rất hăng hái. Tiếu tử đông cũng không nhìn ai mà dùng giọng không đầu không đuôi nói. Ý nghĩ của tiếu tử đông là thế nào thì ai cũng hiểu, thế là Vũ Trạch Huy, Tôn Quốc Lương và Trần Lộ Giao đều cảm nhận được áp lực. Trần Lộ Giao và Tôn Quốc Lương thì không có vấn đề, nếu lời đề nghị của phòng tổ chức không được thông qua thì khảo sát lại, nhưng Vũ Trạch Huy thì lại khác, mỹ nhân kia đang chờ hắn ôm chiến thắng quay về. Lúc này hắn mới chợt ý thức được vấn đề, hoa dại ven đường không dễ hái, muốn cũng phải trả một cái giá lớn. chương 226, trong ổn định ngoài bồng bình Trong một huyện nghèo khó mà bừng bừng sức sống như Lô Bắc thì những chuyện phong lưu thường được người ta nói với nhau say xưa trong những lúc trà dư tử hậu. Nhân vật chính là như thế nào, sự việc diễn tiến ra sao, mọi người giống như nuốt vào rồi lại có thể nhả ra, giống như nếm xong rồi còn có thể ăn nữa. Những thứ như vậy làm cho người ta cảm thấy khoái cảm khi bàn luận với nhau vào những ngày tháng dài buồn chán. Vì vậy mà sự kiện Liễu Yên Hồng là một người của công chúng trở thành trụ cột của Dương Học Thiên được mọi người bàn tán rộng khắp, chỉ là không biết nam nhân vật chính là ai mà thôi. Vũ Trạch Huy cũng không biết mình không là chỗ dựa duy nhất của Liễu Yên Hồng, thử nghĩ xem một vị cán bộ cấp phó huyện đường đường là trưởng phòng tuyên truyền sao có thể cùng cộng hưởng một người phụ nữ với kẻ khác. Tất nhiên hắn cũng không so đo với chồng của Liễu Yên Hồng, dù thế nào thì đó vẫn là chồng trên pháp luật của nàng, trưởng phòng Vũ cũng phải có chút độ lượng chứ. Đã ăn rồi thì cũng khó dứt. Vũ Trạch Huy thật sự đối xử rất tốt với Liễu Yên Hồng, nếu nàng nhìn chúng bộ quần áo hoặc một món phục sức nào đó, dù là bao ngày thì hắn cũng không quên, sẽ tìm mua cho nàng tất nhiên mọi chuyện đều phải có thu hoạch mỗi lần gặp mặt thì cơ thể nàng giống như đất đai cho hoa cỏ vào mùa xuân đầy chất dinh dưỡng và bừng bừng sức sống làm cho hắn mỗi lần có thời gian đều chuối mũi vào chen đến bên cạnh mỗi lần hắn nghĩ đến thân hình và âm thanh của nàng hắn thật sự khó thể nào giữ được mình sau khi vũ trạch huy có liễu yên hồng thì xem như thực hiện chiến lược tam quang với vợ ở nhà không có nhiều thời gian rảnh tiêu hết tiền riêng mất sạch tinh lực mỗi lần ở bên cạnh Liễu Yên Hồng quay về thì hắn chỉ còn lại một cơ thể suy yếu mà thôi. Một thời gian thì vợ của Vũ Trạch Huy cũng nhìn ra chồng mình có vấn đề, vì hắn lâu lâu mới gần gũi vợ, hơn nữa mỗi lần như vậy đều là bất đắc dĩ, rất kiên cưỡng, chỉ cần có vài hoạt động thì đã xong, làm cho vợ liên tục nói lời oán hận. Sau đó vợ hắn quyết ý đưa chồng đến bệnh viện chuyên khoa nam tính để xem xét, hắn có nổi khổ khó tả nhưng thật sự không biết nói sao cho phải, về sau thì hắn cảm thấy đâu không phải là biện pháp tốt, thế là dứt khoát thay đổi phương án, mỗi lần gần gũi vợ thì lại xem đó là gần gũi Liễu Yên Hồng, coi như ngoại tình tư tưởng. Thế là hắn lại thấy được mùa xuân ấm áp, giống như cây mọc bờ tường, tung hoành ngang dọc, dũng mãnh thiện chiến, căn bệnh quá nhanh đã được điều trị. Có đôi khi ngồi xuống ghế và Vũ Trạch Huy cảm thấy rất đắc ý, rất nhiều người vì sự kiện thế này bị vạch trần mà làm cho gia đình rối loạn, nhưng hắn lại vẫn ổn định trong nhà, bên ngoài vẫn bồng bềnh khốn nổi lúc này ngồi trong hội nghị thường ủy, hắn cảm thấy cực kỳ khó hiểu, nghĩ lại thì thấy trước kia một trưởng phòng tuyên truyền như mình nhất môn cửu đỉnh, nói một không hai, bây giờ lại không thông qua chức vụ cho một cán bộ phó khoa của đài truyền hình. Thế là hắn cảm thấy rất bi ai, ánh mắt của hắn cũng mang theo vẻ cầu khẩn, nhìn thẳng vào bí thư Hầu Thiên Đông. Lúc này Hầu Thiên Đông cảm thấy rất đau đầu, trước kia lão thường dễ dàng khống chế hội nghị thường ủy, nhưng bây giờ thế cục dần trở nên khó khăn đúng lúc lão đang cực kỳ khó xử, lão ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Vũ Trạch Huy. Vũ Trạch Huy là người của Hầu Thiên Đông, vốn cũng vì sự kiện của Vương Tử Quân mà mất hết uy tín, nếu bây giờ chức vụ giám đốc đài truyền hình không được thông qua, như vậy sẽ là một đòn chí mạng với uy tín nhỏ nhoi còn sót lại của trưởng phòng tuyên truyền. Các đồng chí mỗi người đều phát biểu ý kiến của mình, cứ nói thoải mái, xem như là dân chủ, điều này là rất tốt. Có một câu cửa miệng thế này, đèn không khơi không sáng, lời không nói không rõ, tôi cảm thấy trên phương diện nhân sự thì chúng ta cần đàm luận công bằng, như thế mới bảo chứng được sự phân công của mỗi người, thiếu đi đường vòng và đường dốc. Tôi cũng biết về đồng chí Liễu Yên Hồng, cá nhân tôi cho rằng đồng chí này có năng lực, có thể gánh vác trọng trách của đài truyền hình, điều này là không phải vấn đề. Hơn nữa đồng chí Liễu Yên Hồng lại trẻ đẹp, đây không phải là lỗi cá nhân, khác biệt là chúng ta cần phải cổ vũ cho những đồng chí như vậy sáng tạo sự nghiệp, tiến lên một con đường đầy hứa hẹn nhưng đồng chí Vương Tử Quân nói trên vấn đề nguyên tắc cũng không phải không có lý, tôi thấy thế này, cứ để cho đồng chí Liễu Yên Hồng tạm thời làm giám đốc đài truyền hình, chủ trì công tác, nếu như có thành tích thì chúng ta sẽ đẩy lên làm chính, nếu không thì chúng ta sẽ tìm phương án khác. Hầu Thiên Đông nói rất có hương vị ba phải, nhưng thực tế lại khẽ nghiêng về phía Vũ Trạch Huy, rõ ràng là gián tiếp cho Liễu Yên Hồng làm phó giám đốc đài truyền hình, sau đó lại tiến lên làm giám đốc đài truyền hình vũ trạch huy vốn đã nản lòng thoái ý bây giờ nghe được lời của bí thư hầu thiên đông thì giống như có được một liều thuốc trợ tim cực kỳ có tinh thần hắn dùng ánh mắt dương dương tự đắc nhìn vương tử quân cho dù tiểu tử ngươi có năng lực thì sao dù thế nào cũng không cản được vũ trạch huy tay đây đúng là quá chê cười vương tử quân thấy rõ ánh mắt khiêu khích của vũ trạch huy hắn nở nụ cười điềm nhiên như không coi như căn bản không đặt trong lòng hội nghị thường ủy duy chỉ được một lát thì kết thúc Vương Tử Quân nâng ly trà về phòng làm việc của mình, sau đó hắn gọi một cuộc điện thoại. Sau khi điện thoại nối thông thì hắn chỉ nói một tiếng. Hội nghị thường ủy quyết định cho Liễu Yên Hồng làm phó giám đốc đài truyền hình, chủ trì công tác. Đầu dây bên kia tỏ ra thầm hiểu, sau đó nói một tiếng tôi biết rồi, sau đó cúp điện thoại. Khi Vương Tử Quân gọi điện thoại thì Vũ Trạch Huy lại tiếp điện thoại, hắn vừa mới về phòng làm việc thì đã nhận được cuộc điện thoại nhiệt tình như lửa của Liễu Yên Hồng cảm ơn anh, em biết đàn ông của em là người giỏi nhất. Âm thanh yêu kiều nũng nịu giống như thiêu đốt trái tim của Vũ Trạch Huy, tuy hắn biết rõ lúc này đi tìm đối phương là quá mức mẫn cảm, nhưng hắn vẫn không thể áp chế được cảm giác xuân ý dạo dực. Ha ha ha, bảo bối, chuyện của em có khi nào anh không làm cho xong? Hừ, vương tử quân kia dám ngáng chân anh, thế là anh xin lãnh đạo giúp đỡ, mà lãnh đạo cuối cùng cũng giúp anh. Vương tử quân là loại không ra gì, Hắn thì tính là cái quái quỷ gì Sao có thể so với anh Vũ Anh là một người đàn ông rất tuyệt Em đã được thể nghiệm sự lợi hại của anh Liễu Yên Hồng nói đến hai chữ thể nghiệm Thì âm thanh càng tràn đầy sức quyến rũ Vũ Trạch Huy cảm thấy toàn thân hơi run Tâm tình như một con ngựa thoát cương Tình cảm bùng lên mãnh liệt Thật sự bị Liễu Yên Hồng khiêu khích cho không thể chịu nổi Trong đầu hắn có chút ý nghĩ tâm viên ý mãn Một con sóng nhiệt bùng lên trong lòng Miệng lại cười hì hì Bảo bối, anh mất nhiều sức lực để thành toàn cho em, tối nay có nên đáp ơn anh không? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười cực kỳ yêu kiều, sau đó hai người thầm hiểu rằng buổi tối sẽ gặp lại nhau ở chỗ cũ. Người gặp chuyện vui thì tinh thần cũng thoải mái, Vũ Trạch Huy sau khi nhận lấy thắng lợi ở hội nghị thường ủy thì cảm thấy hôm nay đặc biệt thắng lợi, dù là thế nào thì cũng xem như đã hoàn thành, thế cho nên cũng có vài người chạy đến nói lời nịnh hót. Sau ăn cơm như sói như hổ, Vũ Trạch Huy tự mình lái xe đi, nóng lòng chạy đến khách sạn Phong Lâm, bên trong có một người đẹp còn có hương vị hơn cả bữa cơm tối vừa rồi đang chờ hắn. chương 227, bị chị Hồng cắm sừng. Quán ăn hóa tam quân. Quán ăn khá mới nhưng cũng khá nhỏ, tuy vị trí có hơi xéo nhưng đặt ở phía đông huyện thành Lô Bắc, giá cả lại rẻ, món ăn đậm đà, thế nên được nhân viên công nhân tôn sùng. Đến giờ cơm thì ba gian đều ngồi đầy người, Bọn họ uống rượu vung tay trò chuyện thoải mái. Lúc này trong quán ăn Tam Quân, ở một góc khuất, có hai tên đàn ông đang hùng hổ ăn uống. Một người thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu, hắn đang dùng đũa gắp một miếng thịt dê lớn chấm nước mắm rồi bỏ vào miệng, vẻ mặt cực kỳ sảng khoái. "Hồ tử, tiểu tử cậu mời anh ăn cơm có mục đích gì?" Nói nhanh lên, anh nếu có thể sẽ không tiếc lực giúp đỡ. Tên đàn ông cao lớn nâng một ly rượu lên cạn sạch sau đó dùng giọng hào sảng nói hồ tử tuy có cái tên khá mạnh nhưng nhìn qua giống như một con mèo bệnh không những vóc dáng nhỏ thấp hơn nữa còn khô quát hắn vừa nhai nuốt thịt dê vừa khẽ cười hì hì nói anh đức phát quả nhiên là mắt sáng như đuốc em có gì cũng không gạt được anh hồ tử nói làm cho anh đức phát cảm thấy rất vui vẻ hắn cười ha hả nói hồ tử hai người chúng ta cùng tiến vào cục công an một năm lại cùng công tác vài năm không nói đến những người khác, tiểu tử cậu có gì qua mắt được anh? Hi hi, vẫn là anh Đức phát hiểu em, đây thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là em nghe nói trung đội trưởng của chúng ta sắp được đề bạt, không phải sẽ có một vị trí trống sao? Em muốn nhờ anh Đức phát nói lời hòa giải với đại đội trưởng, để cho em lấy đầy lỗ hồng kia. Hồ tử vừa nói mà hai mắt vừa tỏa sáng, rõ ràng hắn rất hướng đến vị trí trung đội trưởng kia. Việc này tôi giúp cậu là được nhưng ngưu sử tại nhân thành sử tại thiên, cuối cùng có được hay không cũng đừng oán trách anh. Anh Đức Phát dù đã uống rượu nhưng trên vấn đề nguyên tắc vẫn rất rõ ràng, cũng không đồng ý chắc nịch. Cảm ơn anh Đức Phát, anh đã nói thì sao không thành. Đội cảnh sát hình sự chúng ta không ai không biết đại đội trưởng là bạn của anh. Hổ tử vừa nói vừa nâng ly lên mời. Anh Đức Phát, hai anh em ta làm một ly. Đức Phát hầu như không từ chối bất kỳ ai mời rượu, hắn cũng không chờ hổ tử đưa ly rượu đến mà đã đổ cạn vào bụng có câu rượu vào biến thành anh hùng sau khi uống được hơn nửa chai rượu thì đức phát cảm thấy lâng lâng hắn vỗ vỗ vai hổ tử nói cậu em chuyện của cậu thì tôi sẽ cố sức vận động nếu được thì tốt nếu làm không xong coi như năng lực của anh có hạn cậu cũng đừng oán trách anh anh đức phát anh quan tâm đến em như vậy sao em có thể trách anh anh xem hổ tử là thế nào rồi Hổ tử vừa nói vừa nâng ly rượu lên, nhưng lúc này uống một nửa lại bỏ xuống. Đức Phát uống cạn ly, thấy hổ tử nâng ly lên không uống cạn thì vẻ mặt chợt biến đổi. Hổ tử, cậu không uống, chẳng lẽ xem thường anh sao? Anh Đức Phát, không phải chỉ là tôi có vài chuyện bức bối. Trong mắt hổ tử lóe lên chút do dự. Việc gì, cậu cứ nói với anh, chỉ cần anh có thể giúp thì sẵn lòng. Đức Phát vỗ ngực dùng giọng cực kỳ trượng nghĩa nói. Anh Đức Phát, chúng ta đã kết giao được cả chục năm, tôi thấy anh là hảo hán, nhưng anh Đức Sấm cũng là một hảo hán xương thịt như sắt, có sao lại không có một người vợ tốt. Hồ Tử vừa nói vừa cúi đầu xuống thấp. Nói đến việc không có một người vợ tốt, chợt nghe thấy Hồ Tử nhắc đến anh ruột của mình, Đức Phát chố mắt một lúc, cuối cùng giữ chặt lấy vạt áo của Hồ Tử nói. Có phải cậu nghe thấy gì đó? Cơ thể của Hồ Tử nào có thể chịu được khí lực như vậy? Đức Phát thiếu chút nữa thì xách hẳn hắn lên thế là hắn cố gắng giữ lấy cái bản có hơi lắc lư vừa phản kháng anh đức phát anh buông ra cái đã rồi tôi sẽ nói cho anh biết cậu nói đi đức phát nghĩ đến những tin đồn không tốt về chị dâu của mình thế là gương mặt chợt đỏ tím anh đức phát vừa rồi tôi đi trên đường thấy chị dâu của anh vào khách sạn phong lâm hồ tử dùng giọng trầm thấp nói khách sạn phong lâm chị dâu của đức phát hắn công tác ở đài truyền hình cũng không có người thân nào khác đến khách sạn phong lâm làm gì hắn nghĩ đến tình huống vào những ngày nghỉ lễ tết anh ruột có nhờ mình chăm sóc cho chị dâu lại nghĩ đến những tin đồn gần đây hắn chợt kích động sau đó đứng thẳng người lên anh đức phát anh muốn làm gì ánh mắt hồ tử có chút vui mừng nhưng ngay sau đó hắn lại ôm lấy đức phát rồi lớn tiếng can ngăn hồ tử cậu có coi anh là anh em không nếu thật sự coi nhau là anh em hôm nay cập đi với anh nếu như cậu xưng anh em với anh chỉ là vô nghĩa như vậy anh em chúng ta hôm nay cắt đứt, sau này cậu đi đường sáng của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Đức Phát phung tay lên dùng giọng nghiêm nghị nói. Anh Đức Phát, hai anh em chúng ta tất nhiên là anh em, điều này không thể chối cãi được. Hổ tử nói rồi cố gắng tỏ vẻ. Được, là anh em thì cùng đi với anh. Đức Phát kéo hổ tử đi ra ngoài cửa, ông chủ quán ăn tam quân thấy hai người lảo đảo đi ra, cũng không cản lại mà trực tiếp ghi vào sổ. Chiếc xe máy được Đức Phát điều khiển chạy trên đường như điên cuồng, tuy hắn đã uống nửa chai rượu nhưng chạy xe vẫn rất nhanh và ổn. Huyện Thành Lô Bắc cũng không lớn, từ quán ăn Tam Quân đến khách sạn Phong Lâm cũng chưa đến 5 phút đồng hồ. Đức Phát nhìn ánh đèn neon lấp lánh trước cửa khách sạn, thế là trực tiếp dừng xe lại. Phong Lâm là một khách sạn hạng chung, hai người là cảnh sát cũng từng đến nơi này, vừa vào cửa đã thấy một nhân viên phục vụ đứng nơi đó, hổ tử thấy tên nhân viên phục vụ kia thì chạy đến ngay một lát sau hồ tử chạy đến nói. Anh Đức Phát, đã xong, đôi cầu nam nữ kia đang ở phòng 208. 208. Đức Phát càng cảm thấy máu nóng sôi trào, hắn nhanh chóng bước lên lầu. Vũ Trạch Huy trước nay làm gì cũng chú ý đến con số may mắn, điều này Liễu Yên Hồng biết rất rõ, vì thế chỉ cần mỗi lần đến ước hẹn với Vũ Trạch Huy thì bọn họ đều chọn những gian phòng có số may mắn. Vũ Trạch Huy chạy đến khách sạn cũng không sớm hơn Đức Phát bao nhiêu, nhưng sau khi đi vào thì hắn chợt phát hiện Liễu Yên Hồng đang nằm trên giường không mảnh vải che thân. Trưởng phòng vũ vốn đang cực kỳ hưng phấn, nào chịu được tình huống này. Hắn cảm thấy người đẹp như vư vật trước mắt cực kỳ hấp dẫn, toàn than bùng ra ngọn lửa dục tính khó thể cản phá, ngọn lửa đó đang thiêu đốt tâm can hắn. Thế là hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo, hắn muốn phát tiết dục vọng của mình. Sau một lúc hôn môi thì Liễu Yên Hồng cũng cảm thấy mỏi miệng, nàng trốn tránh miệng của Vũ Trạch Huy, lại dùng sức trườn vào lòng hắn. Lúc này Vũ Trạch Huy cũng cố sức tấn công, đi sâu vào bên trong, đầu tiên là những tiếng thở dốc, âm thanh này duy trì rất lâu làm cho người ta sinh ra cảm giác xé toạc tâm can. Làn da trơn bóng nóng hổi của giai nhân càng làm cho hắn sinh ra cảm giác thoát lực. Vũ Trạch Huy càng cảm thấy có hứng thì càng thêm điên cuồng vận động trên người Liễu Yên Hồng, hắn cưỡi lên người nàng mà cảm thấy mình như đang dần bay lên vọt xuống, giống như đang dẫm nát tên khốn vương tử quân dưới chân mình. Trong lúc hai người đang tiến hành cuộc ác chiến, khi hai bên đang quấn lấy nhau như những con sam thì cửa phòng khóa chặt đã bị đạp văng ra, Vũ Trạch Huy cảm thấy run sợ mà phát tiết ngay lập tức rồi sụi lơ trên người Liễu Yên Hồng. Hắn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra thì một nắm đấm đã đến bên mặt. Anh! Vũ Trạch Huy thẹn quá hóa giận, hắn chửi ầm lên, nhưng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng thì đã bị một bàn tay nắm chặt tóc sau đó bị nhấc mạnh lên cơ thể trơn bóng của hắn bị người ta xách lên kèm theo những dịch thể màu trắng bốp 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 hàng loạt cái tát vỗ lên mặt vũ trạch huy lúc này gương mặt trưởng phòng vũ giống như bột bánh bao đang bị đánh lên men đức phát cậu làm gì vậy mau dừng tay người phụ nữ toàn thân trần như nhộm cuối cùng cũng tỉnh táo lại khi nàng thấy rõ người đánh vỗ trạch huy là em chồng mình thì lớn tiếng ngăn cản. Đức Phát lúc này mới biết rõ nguyên nhân vì sao ông anh trước khi đi lại nhờ mình chăm sóc chị dâu, lúc này nghe Liễu Yên Hồng nói mình bỏ qua cho tên kia, lửa giận càng bùng lên. Con bà nó, anh mình mới đi vài ngày mà con đàn bà này đã khó nín nhịn, không phải là một con chó dâm đáng sao. Anh tôi có lỗi gì với cô, sao cô lại cắm sừng anh ấy? Hơn nữa đến lúc này còn lo lắng cho tên đàn ông khốn nạn này, con bà nó không đánh chết thằng này không được. Đức Phát vốn là người lưng hùm vai gấu, sức mạnh như voi, hơn nữa lúc này đang nổi nóng, hắn dẫm mạnh chân lên ngực Vũ Trạch Huy, đế giày đập lên ngực làm cho Vũ Trạch Huy đau đến mức há hốc miệng, toàn thân như tan rã. Học, Vũ Trạch Huy há miệng ra, tất cả những gì vừa ăn đã dội hết cả ra, trong phòng tràn đầy mùi vị khó ngửi. Liễu Hiên Hồng thấy Vũ Trạch Huy lúc này nằm sụi lơ trên mặt đất như chó chết, không biết nàng lấy đâu ra dũng khí, Nàng nổi nóng chỉ vào mặt cậu em chồng. "Địch Đức Phát, tôi nói cho cậu biết, cậu biết đó là ai không? Chính là trưởng phòng tuyên truyền của huyện Lô Bắc chúng ta." Trưởng phòng tuyên truyền, Địch Đức Phát sau khi đánh một trận đá tay thì trong đầu cũng có chút thanh tỉnh, lúc này nghe thấy âm thanh của Liễu Yên Hồng thì hắn đã thật sự mất đi hơn phân nửa cảm giác say, hắn không ngờ chị mình lại tăng tiện với trưởng phòng tuyên truyền huyện ủy, thế là trong lòng hắn vừa tràn đầy phẫn hận vừa khá sợ hãi các người còn chưa mau đi ra liễu hiên hồng nhìn thấy địch đức phát không chịu di động thì gầm lên nghiêm nghị địch đức phát nhìn vũ trạch huy nằm trên mặt đất như chó chết trong đầu chợt rối loạn vô tình không biết làm sao cho tốt vũ trạch huy là thường ủy huyện ủy nếu muốn gây phiền cho một tên cảnh sát như mình là quá dễ nhưng việc đã đến nước này thì chính mình chẳng lẽ cười cho qua khi địch đức phát đang do dự thì có ánh đèn lóe lên Liễu Yên Hồng toàn thân như nhộng và Vũ Trạch Huy không mảnh vải che thân đều đã bị ghi hình lại. Lúc này Liễu Yên Hồng càng đến bên cạnh Vũ Trạch Huy hỏi Han xem có vấn đề gì không. Anh Đức Phát, chuyện này không thể tính như vậy, đừng nói hắn là trưởng phòng tuyên truyền, dù là bí thư thị ủy thì ngoại tình với vợ người ta cũng không có gì là vẻ vang. Hơn nữa anh Đức Sấm là quân nhân, nếu náo loạn ra thì cuối cùng kẻ này sẽ bị kéo ra tòa án quân sự. Hổ tử nói đến đây thì càng giật dây. Tốt nhất làm cho cả thành phố Hồng Ngọc biết được tình huống vị trưởng phòng tuyên truyền Vũ Trạch Huy này lên giường với vợ người khác là được. Vũ Trạch Huy và Liễu Yên Hồng vốn cực kỳ phẫn nộ nghe thấy giọng nói của hổ tử thì ra đầu run lên, cả hai đều thầm nghĩ, nếu mọi người thầm hiểu thì nhiều nhất là cười nhạt cho qua, nhưng nếu náo loạn thì không dễ xong việc. Vũ Trạch Huy nghĩ đến đây thì cũng bất chấp cảm giác đau bụng, hắn chậm rãi đứng lên nói. Mọi chuyện đều có thể thương lượng, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Lúc này Vũ Trạch Huy đã không còn tỏ ra mình đường đường là một vị trưởng phòng tuyên truyền, hắn dùng giọng đáng thương cầu xin địch đức phát. "Cậu em, chỉ cần cậu không nói chuyện này ra ngoài, tất cả đều có thể thương lượng, cậu muốn đi đơn vị gì, chức vụ gì, chỉ cần cậu mở miệng là tôi hoàn toàn có thể giải quyết được." Thân trong quan trường thì cực kỳ chú ý những lời hứa hẹn, nói câu nào phải là nửa vời, dù thế nào cũng không được khẳng định. Vũ Trạch Huy trước nay thường thích bày ra đủ mọi loại khó khăn sau đó mới làm việc cho người nếu như không phải như vậy người ta sao có thể biết đó là ân huệ lớn vì thế mà xưa nay vũ trạch huy chưa từng nói lời khẳng định nhưng hôm nay hắn phá lệ lên tiếng như vậy cũng là vì không thể làm khác hơn trước mắt hắn cần khống chế thế cục cần phải bịt kín miệng tên này sau đó mới dễ nói vừa rồi hắn bị đối phương đánh quá mạnh sợ rằng sẽ có ảnh hưởng đến phương diện làm đàn ông sau này hắn cũng rất căm hận rõ ràng là định ý với địch đức phát còn mạnh hơn cả với vương tử quân sau khi phát tiết thì địch đức phát cũng có chút thanh tỉnh bộ dạng không sợ trời sợ đất như vừa rồi đã không còn cảm giác lo lắng và phẫn nộ cứ mãi chấp động khi hắn đang do dự thì liễu yên hồng đi đến bên cạnh dùng giọng oán hận nói địch đức phát cậu cút đi ngày mai tôi sẽ ly hôn với anh cậu để xem người dịch ra làm gì được tôi xem ra người phụ nữ này bị ép thì trong lòng càng phát ra tính khí hung hăng liễu yên hồng giống lên làm cho địch đức phát không tự chủ được phải lui ra phía sau vài bước coi như sợ hãi vì lời nói của đối phương anh trai hắn rất yêu người phụ nữ này nếu như hai bên ly hôn sợ rằng anh hắn sẽ cực kỳ khó chịu khi địch đức phát còn đang do dự thì hổ tử đã chạy đến hắn kéo tay địch đức phát rồi nói anh đức phát không có gì phải sợ bọn họ bây giờ chúng ta kéo bọn họ ra ngoài đường dù sao thì bọn họ cũng không còn biết xấu hổ, chúng ta cho đôi gian phu dâm phụ này đi dạo phố, để mọi người xem một vị trưởng phòng tuyên truyền dạng chó hình người Trần Như Nhộng sẽ có bộ dạng thế nào. Lời uy hiếp của hổ Tử Thiếu chút nữa làm cho Vũ Trạch Huy té lăn ra đất, loại chuyện xấu hổ này truyền ra ngoài thì hắn sau này đừng hòng lăn lộn trong quan trường huyện Lô Bắc, không, phải nói là sau này cả thành phố Hồng Ngọc cũng không còn chỗ cho hắn dung thân. Trưởng phòng tuyên truyền và nhân tình bị đẩy ra đường Trần Như Nhộng đây tuyệt đối là một tài liệu tuyên truyền, nếu như bị đám báo chí chó má ghi hình lại được, như vậy vấn đề sẽ là nghiêm trọng, mình sẽ trở nên nổi tiếng, sẽ bị người người phỉ nhổ. Nếu như mình bị bãi quan miễn chức, Vũ Trạch Huy cũng sẽ không khờ giải cho rằng con đàn bà này sẽ đi theo mình, tất nhiên đối phương sẽ chạy đi ngay khi có thể. chương 228, xúc động sẽ bị trừng phạt. Vũ Trạch Huy thấy vẻ mặt địch Đức Phát biến đổi thì kéo Liễu Yên Hồng cùng quỳ xuống nói anh bạn anh bạn mong anh đại nhân đại lượng tạm tha cho chúng tôi chúng tôi lần này không phải cố ý cố ý địch đức phát thấy đường đường là trưởng phòng tuyên truyền huyện ủy mà quỳ xuống trước mặt mình nổi bàng hoàng trong lòng chợt biến mất lúc này hắn nhìn về phía vũ trạch huy giống như nhìn một đứa tội phạm trên đường không phải không phải như vậy tôi đã nói vậy anh bạn chỉ cần cậu không truy cứu chuyện này có bất cứ yêu cầu gì cứ nói ra là được vũ trạch huy nhìn địch đức phát giọng điệu cầu khẩn. Địch Đức Phát là một viên cảnh sát, tố chất tâm lý rất mạnh, sau khi hắn có phản ứng thì trầm ngâm một lát rồi nói. Trước tiên anh ghi lại một tờ giấy đảm bảo, sau đó tự tay mình ký vào, đồng thời viết ra những gì mình đã làm bừa bãi với người phụ nữ này. Ghi lại tờ đảm bảo. Vũ Trạch Huy thầm hiểu rõ, nếu chuyện này ghi lên giấy trắng mực đen thì mạng mình đã nằm trên tay của người, nhưng nếu mình không chịu làm, sợ rằng hôm nay cũng khó thoát được cửa ải này. Tôi viết đảm bảo được không? Lúc này Liễu Yên Hồng vẫn còn muốn bảo vệ cho Vũ Trạch Huy, nàng ngẩng đầu nhìn địch Đức Phát, nước mắt cũng rơi xuống. Cô viết, cô viết có tác dụng gì? Vũ Trạch Huy, bây giờ anh có ghi không? Nếu không thì theo chúng tôi đi ra. Vũ Trạch Huy thấy địch Đức Phát tiến đến thì chợt sợ hãi, hắn tiến lên giữ chặt tay địch Đức Phát rồi cầu xin tha thứ. Được, tôi viết. Vũ Trạch Huy cầm bút mà giống như đang nhấc lên một ngọn núi, hắn là trưởng phòng tuyên truyền hắn là một người có tài viết lách. Xe lửa muốn chạy nhanh cũng cần đầu tàu kéo đi, hắn là trưởng phòng tuyên truyền và thật sự có năng lực, nếu một khi đã quyết tâm viết lách, như vậy được đăng tin trên báo cũng không là vấn đề. Nhưng lúc này hắn đang viết, không phải viết văn kiện hay tài liệu, căn bản là một tờ giấy đảm bảo, giấy ăn năn. Tôi và Liễu Yên Hồng Vũ Trạch Huy nhìn những dòng chữ vuông vắn được viết ra từ tay mình mà không khỏi cảm thấy khuất nhục khó thể tả, hắn thầm hận cái thứ trong đũng quần, sao hôm nay lại muốn ăn mặn, muốn làm loạn. Bây giờ thì tốt, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, hắn hận không thể biến tất cả mọi người trong huyện Lô Bắc thành kẻ mù kẻ điếc cho rồi. Vũ Trạch Huy vất vả viết xong một trang giấy, xem như đã làm xong một bản đảm bảo, cuối cùng còn xác nhận sau này sẽ không lui tới với Liễu Yên Hồng, cũng đảm bảo sẽ giúp đỡ địch Đức Phát thăng chức, đền bù cho anh địch Đức Phát 100.000 tiền tổn thương tinh thần. Địch Đức Phát tiếp nhận tờ giấy xem qua rồi bỏ vào trong túi của Minh Hát Tép. Vũ Trạch Huy viết xong thì thật sự sợ hãi đến Phát run, hai hàm răng và vào nhau canh cách. Anh Địch Đức Phát, anh xem bây giờ chúng tôi có thể đi được chưa? Địch Đức Phát thấy Vũ Trạch Huy đang run như cầy sấy thì vẻ mặt xuất hiện nụ cười đùa cợt, hắn dùng giọng trêu tức hỏi. Trường phòng Vũ, lạnh lắm sao? Đúng, rất lạnh. Bây giờ đã là đầu mùa xuân, khách sạn đã dừng cung cấp hệ thống sưởi, Vũ Trạch Huy sau khi vận động mạnh thì bây giờ cũng nhảy mũi, cũng không nhịn được. Lạnh sao, vậy tôi cho anh vận động một chút. Địch Đức Phát nổi giận và rút thắt lưng ra, hắn vung mạnh xuống mông của Vũ Trạch Huy. Đét, đét, đét. Dây lưng của Địch Đức Phát là thứ được đặc chế trong ngành, vung lên như một cái roi ra, trước tiên đã lưu lại vài dấu ấn trên mông của Vũ Trạch Huy. Lúc này Vũ Trạch Huy đau đến mức muốn gào lên, thế nhưng hắn còn chưa kịp mở miệng thì hổ tử ở bên cạnh vừa chụp ảnh vừa nhét vào miệng hắn một mùi rẻ. Ba phút hơn một trăm roi, tất cả đều đập lên mông của Vũ Trạch Huy, sau khi đòn roi dừng lại thì Vũ Trạch Huy thật sự rất có ý nghĩ muốn chết đi được. Lúc này địch Đức Phát đã phát tiết xong, hai người Đức Phát và hổ tử rời khỏi khách sạn. Ôi, ôi, đầu lưới của Vũ Trạch Huy cuối cùng cũng không khôi phục lại công năng nói chuyện. Hắn chỉ cảm thấy mình giống như muốn dã ra, muốn lên giường nằm cho yên cảm giác đau nhức bùng lên, hắn cảm thấy mình giống như bị một thân cây đè lên người, gai đâm vào thân thể, đau đớn nói không nên lời. Tiểu tử, tao sẽ giết chết mày. Vũ Trạch Huy nhìn thấy cửa đã đóng lại thì dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói, cặp mắt của hắn không lớn nhưng bây giờ thật sự nổi giận nhìn giống hệt như mắt dã thú. Vất vả lắm mới nhắm mắt được một lúc, trời cũng đã sáng, Vũ Trạch Huy đuổi Liễu Yên Hồng đi, sau đó hắn rơi vào trầm ngâm. Sau 7 giờ sáng, hắn thu dọn đồ đạc, cuối cùng mới rời khỏi khách sạn đi về phía huyện ủy. Vũ Trạch Huy quay về phòng làm việc của mình, vẫn nhận lấy sự tôn kính và kính trọng của đám nhân viên văn phòng, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy khó chịu khi đối diện với những lời nịnh hót của bọn họ, giống như những gương mặt tươi cười kia đang cười nhạo hắn vậy. Lúc này những vết roi trên mông đã phồng rộp lên, đi lại đau đớn làm hắn khó chịu được, nhưng đây không phải là điều quan trọng nhất, điều làm hắn cảm thấy khó khăn nhất chính là một đấm lên mặt của địch Đức Phát. Trưởng phòng Vũ, anh bị làm sao vậy? Chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh là tâm phúc của Vũ Trạch Huy, trước nay luôn cung kính với Vũ Trạch Huy như gặp hoàng đế, bây giờ thấy mặt mũi trưởng phòng bầm dập thì dùng giọng ân cần hỏi. Vũ Trạch Huy rất tức giận với vấn đề này, thế cho nên hắn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vị chủ nhiệm trước nay luôn nhẹ nhàng hòa nhã, sau đó lớn tiếng mắng. Tối qua uống say bị ngã trên đường, thế nào, còn phải báo cáo cho anh sao? Chủ nhiệm văn phòng là hạng người gì? Hắn vừa nghe thấy giọng điệu của trưởng phòng Vũ như vậy thì biết ngay mình vỗ mông ngựa lên đùi ngựa, thế là hắn cũng không nhiều lời mà lên tiếng chịu tội. "Trưởng phòng Vũ, đây là những gì hôm nay cần xử lý, mời anh xem qua." Vũ Trạch Huy dù không có tâm tư xem xét văn kiện nhưng vẫn ra vẻ chính thức nhận lấy xem xét, tài liệu đầu tiên hắn xem chính là nói về ưu thế địa lý của huyện Lô Bắc, thế nào để cùng phát triển với thành phố An Dịch, mà tài liệu này đề cập nhiều đến một người, chính là Vương Tử Quân. Vũ Trạch Huy bây giờ thấy ba chữ Vũ Trạch Huy thì chợt bức bối, hắn cầm tài liệu lên rồi nói. Tài liệu này viết rất tốt, nhưng ghi có hơi quá, cầu đường là kết tinh trí tuệ của cả huyện ủy chính quyền, là sự cố gắng của cả ban ngành huyện ủy, phòng tuyên truyền là tiếng nói của đảng, sao có thể đặt nặng cá nhân mà làm lu mờ tập thể. Chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh khúng núm đứng nơi đó, hắn chăm chú nghe chỉ thị của lãnh đạo, lại không ngừng gật đầu. Trong lòng thầm nghĩ, đều nghe nói trưởng phòng và bí thư Vương quan hệ không tốt, xem ra đây là sự thật, sau này mình nên bảo trì khoảng cách với bí thư Vương Tử Quân. Khi vị chủ nhiệm văn phòng bỏ đi thì Vũ Trạch Huy bình tĩnh trở lại, hắn nãy giờ đứng hơi lâu, thế là mông không tự giác được ngồi xuống ghế salon. Á! À, một tiếng thét kinh hãi phát ra từ miệng Vũ Trạch Huy, hắn chợt nhảy dựng lên như một con chuột kẹp lấy đuôi của mình. Địch Đức Phát, tao không để cho mày yên đâu vũ trạch huy dùng giọng cực kỳ oán hận nói một buổi sáng nhưng thật sự giống như tra tấn với vũ trạch huy đi không được ngồi không xong hắn rất muốn đến bệnh viện kiểm tra thế nhưng nơi đó đều có người quen của mình chính mình là một trưởng phòng tuyên truyền giải thích vết thương trên mông như thế nào đúng là quá mất mặt vũ trạch huy cố nén cảm giác đau đớn hắn đứng trong phòng làm việc của buổi sáng thế cho nên điều này làm cho chủ nhiệm văn phòng đi vào cảm thấy rất nghi hoặc trưởng phòng của mình làm gì vậy luyện thế đứng sao? Trường phòng vũ, giữa trưa bí thư tôn của xã Thanh Ngoã Lĩnh muốn mời anh dùng cơm, sắp xếp ở giáp ngư thôn, anh xem có nên chuẩn bị gì không? Chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh đi đến thì rất cẩn thận, hắn dùng giọng nịnh nọt xin chỉ thị của vũ trạch huy. chương 229, chụp hình và viết báo cáo. Giáp ngư thôn, đây là địa phương mà trước kia vũ trạch huy đến không biết mệt, hơn nữa bí thư tôn của xã thanh ngoã lĩnh có giao tình rất sâu với vũ trạch huy dưới tình huống bình thường thì vũ trạch huy nhất định sẽ vui vẻ đến tham gia thế nhưng hôm nay hắn thật sự không có tâm tình gì để đến dùng cơm ở giáp ngư thôn cậu là loại não heo gì vậy mỗi ngày chỉ nghĩ đến ăn ăn với ăn con người ăn để sống nhưng hễ sống là phải ăn sao vũ trạch huy phất tay mất kiên nhẫn vẻ mặt trầm xuống làm chủ nhiệm văn phòng nếu như không được lãnh đạo tín nhiệm thì thật sự giống như tình huống trời sập xuống đầu. Trương Hiểu Minh biết lần này mình vỗ mông ngựa đã chuyển xuống đùi ngựa, hắn tranh thủ thời gian chữa lời. Trường phòng Vũ, tôi sẽ nói lại với anh ấy, sẽ nói lại với anh ấy. Vũ Trạch Huy nhìn chủ nhiệm văn phòng Trương Hiểu Minh lui ra mà trong lòng mới khá hơn một chút, đúng lúc hắn chuẩn bị đứng đó nhìn xa hơn một chút thì bụng đói kêu rột rột. Cũng khó trách, tối qua ăn vài miếng cơm, đi đến khách sạn Phong Lâm lại leo lên người Liễu Yên Hồng tung hoành ngang dọc, cuối cùng bị người ta bắt quả tang, con bà nó lúc đó bị dọa cho thiếu chút nữa đã vãi cả sao 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 đái ra. Nghĩ lại từ lúc bị bắt gian đến bây giờ dù là tâm tình hay sức khỏe cũng bị ảnh hưởng, Vũ Trạch Huy càng cảm thấy toàn thân vô lực, mỏi như. Hắn khổ sở đứng lên, sau đó đi về phía nhà ăn của huyện ủy để dùng cơm. Huyện ủy có nhà ăn đặc biệt chuẩn bị cho các đồng chí tăng ca, hơn nữa nhà ăn cũng thiết lập các phòng nhỏ, đây là chuyên phục vụ cho cán bộ cấp huyện. Nhân viên phục vụ nhà ăn vừa thấy Vũ Trạch Huy tiến vào thì cung kính mở cửa, nhiệt tình chào đón lãnh đạo vào dùng cơm. Nhà ăn này tuy phục vụ cán bộ lãnh đạo nhưng các vị cán bộ cấp phó huyện ngày nào cũng có xã giao, thế cho nên nhà ăn cũng ít có cơ hội phục vụ lãnh đạo huyện ủy. Nhưng hôm nay Vũ Trạch Huy tiến vào nhà ăn thì đột nhiên phát hiện trong đó có một người, khi thấy người này thì hai mắt Vũ Trạch Huy thật sự bốc lửa. Trong đầu chợt xuất hiện một câu nói: người này nếu không gặp xui xẻo thì chính mình giống như uống nước cũng mắc nghẹn. Vương tử quân, không ngờ đối phương lại đến đây dùng cơm, đúng là oan ra không gặp không được, chính mình 10 ngày nửa tháng mới đến đây một lần, không ngờ bây giờ đến lại gặp mặt. Vũ Trạch Huy thầm kêu không may, hắn định lui ra ngoài nhưng nghĩ rằng như vậy là không được, nếu như mình thấy vương tử quân mà đi đường vòng, sợ rằng sự việc truyền ra ngoài sẽ có ảnh hưởng. Vương tử quân lúc này đang ăn cơm, nghe thấy tiếng đẩy cửa, hắn ngẩng đầu lên nhìn đúng lúc thấy vũ trạch huy với gương mặt giống như lớn hơn trước kia một chút đang bước vào bên trong người khác không biết chuyện gì xảy ra còn tưởng rằng trưởng phòng vũ không cẩn thận mà té ngã nhưng vương tử quân nhận được điện thoại của trương tân dương hắn biết rõ vì sao lại như vậy hắn nhìn bộ dạng đi lại khập khiếm của vũ trạch huy dù biết cười sẽ là không lễ phép thế nhưng hai môi vẫn không nhịn được phải run run lộ ra nụ cười vui vẻ chào trưởng phòng vũ anh đến rồi đấy à hôm nay món cá hoa cúc rất ngon kho tiêu rất thơm mời anh nếm thử vương tử quân vừa nói vừa khẽ chỉ vào dĩa cá trước mặt mình cảm ơn bí thư vương quan tâm nhưng con người tôi không thích ăn cá vũ trạch huy nói rồi đến ngồi xuống bên cạnh vương tử quân nhưng hắn vì đặt hết tinh lực lên người vương tử quân nên lúc này đã quên mất tình trạng của mình hắn vừa đặt mông ngồi xuống thì cảm giác đau nhói tim gan lại bùng lên Vũ Trạch Huy cố gắng cắn chặt răng, áp chế cảm giác đau đớn dưới mông. Ông thua người chứ không thua trận, lúc này dù thế nào cũng không thể cho Vương Tử Quân này đứng nhìn náo nhiệt. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, hắn phất tay với nhân viên phục vụ, tỏ ý lấy cơm cho mình. Chỉ sau chốc lát thì nhân viên phục vụ đã đưa đến cho hắn bốn món thức ăn và một dĩa bánh bao, Vũ Trạch Huy cầm lấy bánh bao lên cắn một cái, vừa định nhai nuốt thì cảm giác đau từ trên mặt đánh úp đến. Cảm giác đau đớn này rất chán ngán. Điều này làm cho trưởng phòng vũ càng thêm căm hật, nhưng lúc này địch Đức Phát có nắm giấy ăn năn trong tay, còn bà nó còn chụp ảnh lại, cho dù hắn hận địch Đức Phát không chết ngay lập tức thì cũng không thể nào đối phó chính diện được. Ôi, trưởng phòng vũ, mặt anh bị làm sao vậy? Vương tử quân khẽ dùng muỗng múc canh, sau đó dùng giọng ân cần hỏi trưởng phòng vũ. Vương tử quân rõ ràng là đang cười nhạo mình, khi nhìn thấy nụ cười của vương tử quân thì ý nghĩ này chợt bùng lên trong lòng vũ trạch huy, thế là hắn hừ một tiếng rồi dùng giọng ồm ồm nói. Tối qua uống rượu say không cẩn thận nên bị ngã. Buổi tối bị ngã là chuyện bình thường, sau này trưởng phòng vũ nên cẩn thận một chút, nếu anh bị thương thì ban ngành huyện Lô Bắc sẽ gặp phải tổn thất lớn. Vương tử quân thầm cười, ngoài miệng lại dùng giọng nghiêm trang nói. Cảm ơn bí thư vương quan tâm. Lúc này vũ trạch huy thật sự là tức như điên, những lời nói của vương tử quân rõ ràng đâm chọc vào nỗi đau của hắn, nhưng hắn lại không dám lên tiếng cãi lại. Tiểu tử này đúng là ngôi sao tai họa, từ khi bắt đầu đụng mặt tên này thì vận may của mình liên tục tụt dốc. Trước kia mình luôn phát triển xuân phong đắc ý, nào có bao giờ trải qua những chuyện uất ức như thế này. Trong lòng Vũ Trạch Huy càng nổi giận với Vương Tử Quân, càng lúc càng mãnh liệt, nhưng cơn tức giận thật sự không tìm được điểm nào để thổ lộ. Bí thư Vương, hôm nay tôi chối bỏ một tài liệu khá dài của văn phòng khối chính quyền huyện, vũ trạch huy chợt nhớ đến phần thông tin bị mình phủ quyết vào lúc sáng hắn chợt cười nói nhưng nụ cười này lại có chút run rẩy vương tử quân không nói gì hắn vẫn chậm rãi ăn canh giống như những lời của vũ trạch huy căn bản không liên quan đến mình vương tử quân càng bình tĩnh thì vũ trạch huy càng nổi giận không thôi hắn nhìn vẻ nhàn nhã của vương tử quân lại dùng giọng ngoài cười trong không nói anh đừng trách tôi dù hai người chúng ta có quan hệ cá nhân không tệ thế nhưng trước mặt phải trái rõ ràng tôi cũng cần phải kiên trì nguyên tắc. Khuyết điểm lớn nhất của tôi chính là xoa mắt không có hạt cát nào, anh cũng đừng nên trách. Vương tử quân khẽ buông thìa, hắn khẽ cười một tiếng rồi nói. Cũng là vì công tác mà thôi, không có gì cần phàn nàn. Trường phòng vũ, nói với anh một chuyện cười, không biết anh đã nghe qua chưa? Chuyện cười gì? Trong mắt vũ trạch huy lóe lên hào quang, hắn dùng giọng nghi hoặc hỏi. Ở huyện Lô Bắc có một câu nói là nhị ngốc, anh biết đó là gì không? Nụ cười của vương tử quân rất thoải mái, giống như một con hồ ly đang ăn gà. Nhị ngốc, Vũ Trạch Huy thật sự không ngờ vương tử quân có tâm tư nói chuyện này với mình, thế là không khỏi lên tiếng hỏi. Từ nhị ngốc này cũng đơn giản, giải thích bằng hai câu nói, đầu tiên là chụp hình, sau đó bắt ghi báo cáo. Vương tử quân nói xong lời này thì đứng lên rồi cười ha hả nghênh ngang bỏ đi. Vũ Trạch Huy đầu tiên là phẫn nộ, sau đó lại cảm thấy sợ hãi, chuyện này nếu mà vương tử quân biết được, như vậy sau này mình đừng hòng đấu với hắn, nếu đối phương muốn đưa mình vào chỗ chết thì cũng chỉ mất một lời mà thôi. Vũ Trạch Huy càng sợ hãi thì càng không có tâm tư ăn cơm, khi hắn đang cực kỳ bàng hoàng thì thấy phó bí thư huyện ủy kiêm bí thư ủy ban kỷ luật tả Minh Phương đưa theo hai người đi đến. Tuy tả Minh Phương không nói điều gì nhưng tin tức Vũ Trạch Huy bị ủy ban kỷ luật đưa đi vẫn mọc cánh bay khắp huyện Lô Bắc, mà nguyên nhân cũng được người ta nhanh chóng tìm ra. Liễu Hiên Hồng sắp tiến lên tiếp nhận vị trí giám đốc đài truyền hình, bị cậu em chồng bắt gặp đang tàng tiểu với Vũ Trạch Huy, không những chụp ảnh còn bắt phải viết giấy cam đoan. Có hai thứ này thì Vũ Trạch Huy tưởng rằng mình sẽ có thể vượt qua được, không ngờ khi mọi việc đang bình thường thì địch Đức Phát lại trực tiếp đưa chứng cứ lên cho Ủy ban kỷ luật thị ủy. Địch Đức Phát là một cảnh sát, hắn biết rõ những vật kia thật sự phỏng tay, biết đường làm quan đầy hung hiểm, hơn nữa cũng không muốn thả Vũ Trạch Huy một cách dễ dàng như vậy hắn quyết tâm rất cao, không những gọi điện thoại cho người anh của mình trong quân ngũ, vừa đưa những thứ kia đến cho ủy ban kỷ luật. Đối mặt với cấp trên có chứng cứ rõ ràng, hơn nữa còn có văn kiện từ phân khu thành phố Hồng Ngọc, tốc độ xử án của ủy ban kỷ luật thành phố Hồng Ngọc được đề cao đến tột đỉnh, căn bản là chưa đến một bữa cơm trưa đã trực tiếp đưa trưởng phòng tuyên truyền huyện Lô Bắc đi mất. Chụp hình và viết báo cáo, đây là một câu vẻ thuận miệng, không biết được truyền ra từ miệng kẻ nào dù đám người huyện ủy không biết câu vẻ kia xuất phát từ ai nhưng bọn họ lại thầm hiểu nó đến từ chính trưởng phòng tuyên truyền vũ trạch huy vì thế mà trưởng phòng tuyên truyền vũ trạch huy chợt biến thành một kẻ nhị ngốc danh tiếng của hắn còn truyền lưu rất lâu ở huyện ủy lô bắc nhưng tất cả thật sự không còn là quan trọng với vũ trạch huy hắn đã bị đưa đi ai cũng biết trưởng phòng vũ không còn cơ hội quay về đám cán bộ bình thường thì đứng xem náo nhiệt cán bộ lãnh đạo huyện lô bắc thì lại đứng ngồi không yên Hội nghị thường ủy lại được mở ra, nhưng lúc này nhân số thường ủy tham dự hội nghị lại thiếu đi một người. Vẻ mặt Hầu Thiên Đông cực kỳ âm trầm, da mặt Lưu Thành Quân cũng căng cứng, các vị thường ủy khác ngồi rất nghiêm chỉnh, bọn họ đều trầm mặc không nói một lời, từng ánh mắt đều đổ dồn về phía Bí thư huyện ủy. Lúc này Hầu Thiên Đông cực kỳ phẫn nộ và ngột ngạt. Vào hội nghị thường ủy ngày hôm qua, chính Hầu Thiên Đông đã thông qua ý kiến bổ nhiệm Liễu Yên Hồng, giống như lời nói của mình vẫn còn chưa tán đi lúc đó lão sắp xếp cho Liễu Yên Hồng tiến lên làm phó giám đốc chủ trì công tác, lão còn coi đó là một sắp xếp rất đáng đắc ý, bây giờ sao lại cảm thấy nóng mặt thế này? Cái gì mà tôi hiểu về đồng chí Liễu Yên Hồng, anh hiểu cái gì? Nếu như nói tên khốn vũ trạch huy kia hiểu rõ thì cũng có thể chấp nhận được, dù sao thì cả hai cũng nằm trên một giường, Liễu Yên Hồng có gì thì vũ trạch huy đều biết rõ ràng. Nhưng Hầu Thiên Đông thì biết cái gì? Chẳng lẽ chính mình cũng nằm trên cùng một giường với người phụ nữ kia? Hầu Thiên Đông cảm thấy trong lòng rất một ngạt, chỉ cảm thấy ánh mắt của các vị thường ủy nhìn về phía mình không còn giống như trước. Dù là lão và Liễu Yên Hồng không có chút liên quan nào đến nhau, Hầu Thiên Đông vẫn muốn quát tháo với những ánh mắt kia, nhưng lão là bí thư huyện ủy, lão là lãnh đạo huyện Lô Bắc, lão không thể tự làm rối loạn. Các đồng chí, hôm nay đã xảy ra một chuyện làm người ta cực kỳ đau lòng. Bí thư Minh Phương, mời anh giới thiệu cho mọi người rõ về tình huống của vụ án liên quan đến đồng chí Vũ Trạch Huy. Hầu Thiên Đông ném tất cả sầu lo qua đầu, lão cố gắng biểu hiện trạng thái trầm ổn. Tả Minh Phương ngồi nghiêm chỉnh, cũng không nhìn rõ là vui hay buồn, hắn cầm lấy văn kiện và bắt đầu đọc cực kỳ máy móc. Thật ra ai cũng đã biết những gì hắn đang nói, nhưng đây là một trình tự theo thông lệ, cho nên các vị thường ủy cũng phải nghe qua một lần. Vương Tử Quân ngồi ở vị trí của mình, hắn nhìn vẻ mặt trầm trọng của các vị thường ủy, thầm nghĩ Vũ Trạch Huy ngã xuống, chỗ này sẽ có bao người vui vẻ thế là vài hình ảnh chợt lóe lên trước mắt hắn. Hầu Thiên Đông thì sẽ không vui vẻ, Vũ Trạch Huy tuy đi gần với Trần Lộ Giao, thế nhưng ngoài mặt thì bọn họ vẫn đoàn kết chung quanh Bí Thư Hầu. Hơn nữa ngày hôm qua Bí Thư Hầu còn lên tiếng nói tốt cho Liễu Yên Hồng, bây giờ Vũ Trạch Huy sinh ra vấn đề thì lão sẽ cực kỳ khó chịu. Lưu Thành Quân là người vui sướng, Bí Thư huyện ủy thiếu đi một vị thường ủy thường trợ giúp mình, như vậy thì khối chính quyền của hắn sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa thông qua sự việc lần này thì uy tín của Hầu Thiên Đông sẽ gặp phải nghi vấn lớn, dù nó không thể nào thay đổi được đại cục nắm thế chủ động của Hầu Thiên Đông, thế nhưng tình hình cũng có chút biến đổi. Trần Lộ Giao chắc chắn sẽ rất đau lòng, còn những người khác thì sao? Nhiều ý nghĩ bùng lên trong đầu, Vương Tử Quân liên tục suy xét, thế cho nên hắn cũng căn bản không nghe rõ nội dung lời nói của tả Minh Phương. Khủ khủ, thưa các đồng chí, chuyện của đồng chí Vũ Trạch Huy là một bài học sâu sắc, là một hồi chuông cảnh báo cho chúng ta, sau này công tác nhất định phải dựng nên một thế giới quan và nhân sinh quan thật chính xác, tự xem xét lại mình, chống lại sức hấp dẫn từ tiền tài và sắc đẹp. Sóng điệu của Hầu Thiên Đông là rất lớn, rất kích động, rất gióng giạc, nhưng Vương Tử Quân và các vị thường ủy khác cũng không có hứng thú với những lời này. Hầu Thiên Đông nói xong thì cười cười với mọi người, sau đó ném ánh mắt về phía Tôn Quốc Lương. Đồng chí Quốc Lương văn bản bổ nhiệm đồng chí Yên Hồng đã phát xuống chưa? Tôn Quốc Lương lúc này thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt của Hầu Thiên Đông, nhưng khi nghe bí thư hỏi thì hắn vẫn thành thật nói. Còn chưa đưa xuống? À, cũng đừng đưa xuống. Hầu Thiên Đông vô thức đưa tay lên sờ đầu. trưởng phòng Quốc Lương, công tác tổ chức rất quan trọng, mỗi một cán bộ tốt sẽ là một viên gạch kiến thiết cho huyện Lô Bắc, nhưng nếu là cán bộ không tổ chức vô kỷ luật thì sẽ là một ụ mối nguy hiểm hy vọng lần sau phòng tổ chức khảo sát cán bộ càng thêm cẩn trọng, để bạt đúng cán bộ vĩ đại lên đúng vị trí, sự việc hôm nay tôi hy vọng không lặp lại lần nữa. Tôn quốc lương hầu như cúi đầu xuống đến mặt bàn. Vâng, bí thư hầu, lần này phòng tổ chức làm không tốt, mong bí thư và các thường ủy cứ phê bình. Lúc này tôi xin thay mặt cho phòng tổ chức biểu đạt rõ, sau này sẽ tuyệt đối không phạm vào sai lầm như vậy. Tôn quốc lương coi như ôm tất cả sai lầm vào mình hội nghị thường ủy đến lúc này cũng rơi vào tình huống đáng xấu hổ, sau khi xác định một hành động giáo dục chính trị cho các cán bộ trong huyện thì giải tán. chương 230, mùa xuân đến. Tháng 2 rồng ngẩng đầu, không cần phải nói thì cũng biết rồng cũng phải ngủ đông, rồng ngẩng đầu thì mùa xuân đến như vị khách không mời. Lúc này huyện Lô Bắc đầy hoa đào, ra khỏi cửa đã thấy đất trời sáng lạn, nước chảy róc rách, hoa bông nhụy đón gió xuân, nếu dùng lời hay ý đẹp để miêu tả thì rõ ràng câu nói đây là mùa vạn vật sống lại rất phù hợp. Các cô gái và cậu bé trong huyện vứt bỏ đi những bộ quần áo dày cộp vào mùa đông giống như không thể nhịn được lâu hơn, ai cũng vui mừng chào đón khí thức của mùa xuân. Văn kiện bổ nhiệm Vương Tử Quân làm phó bí thư chủ quản khối tư pháp nhanh chóng được thị ủy đưa xuống, chỉ sau một tuần thì thị ủy đã cho xuống quyết định, trong quá trình đó cũng không có ít lời phân vân. Không ai biết phương tử quân sao lại đột nhiên tiến lên làm phó bí thư huyện ủy, nhưng bọn họ lại lén cảm thán, mu ô xa giống như những miếng thịt trong mâm, đám người trong quan trường lại giống như giã thú bị đói nhốt trong chuồng, kẻ nào lanh tay lanh miệng thì sẽ nhận được thịt. Sau đó có người hiếu kỳ tìm hiểu tin tức từ phòng tổ chức, nhưng hình như người của phòng tổ chức nói công tác nhân sự cần kín miệng, đây chính là một tố chất của cán bộ tổ chức. Khi anh không nên mở miệng thì cứ phải ôm lấy khư khư, ôm đến khi tóc vàng. Người khô quắt thì vẫn phải ôm, có người hỏi thì cứ bĩu môi không nói lời nào. Khi văn kiện của thị ủy được đưa xuống thì Vương Tử Quân chính thức trở thành một trong bốn vị phó bí thư thị ủy huyện Lô Bắc, theo sắp xếp của ban ngành huyện Lô Bắc, Vương Tử Quân xếp ở vị trí thứ 5, sau bí thư ủy ban kỷ luật Tả Minh Phương. Vì chuyện cầu đường An Lô mà những ngày qua Vương Tử Quân bận rộn choáng váng mặt mày, tuy đã không cần phải huy động số tiền 30 triệu, thế nhưng dù huy động một nửa thì nó cũng không phải là số ít. 15 triệu cũng là một con số lớn, cũng không dễ dàng, vì số tiền này mà Vương Tử Quân và Phòng Tài chính thành phố đã thương thảo không biết bao nhiêu lần. Anh không cần công tác quá vội vàng, như vậy sẽ làm cho mình sứt đầu mẻ chán, vào thời điểm thích hợp thì nên đi ra ngoài đổi gió, như vậy biết đâu sẽ làm mình phát hiện ra những suy nghĩ mới. Trên một ngọn núi nhỏ ở phía tây huyện thành huyện Lô Bắc, Mạc Tiểu Bắc khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương tử quân quay đầu nhìn Mạc Tiểu Bắc ở phía sau mà không khỏi gãi đầu xấu hổ, thầm nghĩ tâm tư của phụ nữ thật sự khó thể nắm bắt, một tháng qua đối phương không lộ diện, nhưng hôm nay chợt xuất hiện và bừng bừng hứng thú rủ mình lên núi đạp thanh. À, tôi biết rồi, cô cũng nên như vậy. Mạc Tiểu Bắc hôm nay mặc một bộ thường phục, giống như hôm nay vương tử quân mới phát hiện được bộ dạng của nàng sau khi cởi bỏ quân trang, nhìn nàng có vẻ nhẹ nhàng thoải mái, rất có hương vị phụ nữ điều quan trọng là nàng có làn da trắng nón, cặp mắt lóe sáng, rất thông minh. Hai người tiếp tục đi về phía trước, vì hôm nay là chủ nhật, thế cho nên có rất nhiều người đi đạp thanh, đặc biệt là nam nữ chiếm đa số. Nhưng bọn họ cũng không ôm đầu khoác tay giống như những cặp đôi khác, chỉ có thể chống tay bên hông bước đi mà thôi. Lại trầm mặc một lát, Mạc Tiểu Bắc cuối cùng cũng dùng giọng ngập ngừng nói. Ông nội đã gọi điện thoại cho tôi, hỏi ý kiến của tôi, và tôi đã đồng ý. Những lời của Mạc Tiểu Bắc giống như một đám sương mù, nhưng Vương Tử Quân lại nghe và hiểu ý nghĩa. Tôi đồng ý, Vương Tử Quân nghe những lời này mà trong lòng bùng lên đủ mọi hương vị, cũng không nói rõ đó là cảm giác gì. Khoảng thời gian Tần Hồng cầm đến phương Nam làm cho trong lòng hắn giống như có thứ gì đó đâm chọc rất đau, không thể ngờ càng ngày nó càng tạo ra một vết sẹo lớn, chỉ cần động vào là miệng vết thương sẽ nứt ra. Người phụ nữ kia yêu thương mình tha thiết, thế nhưng nàng lại phải quyết trí đi xa. Lúc này vương tử quân cũng không còn cảm nhận đau đớn tê dại giống như trước, xem ra tình cảm mãnh liệt cũng giống như giấy, thiêu đốt rất mạnh nhưng tàn lụi rất nhanh. Từng ngày nếu như ta không chăm sóc, không tưới tắm, những thứ kia sẽ lặng lẽ bị hòa tan, bị tiêu diệt. Vui sướng hay đau khổ, vương tử quân vô thức đưa mắt nhìn Mạc Tiểu Bắc ở bên, cũng đúng lúc Mạc Tiểu Bắc dùng ánh mắt chuyên chú và si ngốc nhìn hắn, điều này làm hắn không biết nói gì cho phải. Mạc Tiểu Bắc thấy vương tử quân không nói một lời thì tiếp tục, chị Vương của chúng tôi có nói, cảm tình cần bồi dưỡng, sau này chúng ta dành ra chút thời gian đi cùng nhau, anh có muốn thử một lần không? Vương tử quân vẫn không lên tiếng, hình bóng cao gầy của mạc tiểu bắc đứng trên sườn núi có vẻ cực kỳ bướng bỉnh, hai mắt nàng khẽ chấp động. Vương tử quân thấy ánh mắt của nàng, hắn cảm thấy sức lực trên người mình càng ngày càng giảm. Có một chút tâm tình mà vương tử quân không thể nào che giấu, sâu trong lòng hắn rất quan tâm đến tần hồng cẩm, Hắn thích người phụ nữ đem đến cho mình tình yêu dịu ngọt kia, dù hắn đã tiếp nhận sắp xếp của ông nội, nhưng sâu trong lòng vẫn còn tồn tại trạng thái tình cảm như vậy. Vương Tử Quân cũng có hảo cảm với một người phụ nữ tính cách thẳng thắn như Mạc Tiểu Bắc, nhưng trước mắt hắn vẫn chưa đến tình trạng yêu nàng, hắn cần chút an ủi. Mạc Tiểu Bắc vẫn rất cứng cỏi, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước, đã dịu hơn rất nhiều. Nàng thấy Vương Tử Quân im lặng quá lâu, thế là vẻ mặt có hơi đỏ tuy vẫn cười nhạt nhưng đã có chút dấu hiệu như gần như xa gương mặt mạc tiểu bắc giống như bị gió núi hong khô tuy không quá khó chịu nhưng đã hơi lạnh ngẫu nhiên có hơi run lên giống như muốn khóc vương tử quân có chút không đành lòng hắn kéo tay mạc tiểu bắc hai môi khẽ rung động không phải tôi không phải có ý kia tôi muốn nói tôi tôi có cùng ý nghĩ với cô sau này anh chú ý ăn mặc nhiều một chút đừng quan tâm tôi không lạnh hai mắt mặc tiểu bắc sáng như đuốc, nàng trả lời rất lạnh lùng. Vương tử quân lộ ra nụ cười khổ, vừa định giải thích thì bị những tiếng bước chân lộn xộn hấp dẫn. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn, hắn thấy cách đó không xa có vài người quần áo không chỉnh tề liều mạng chạy về phía trước, theo sát phía sau là mười mấy tên đàn ông cầm tuyết sắt, hắn vừa chạy vừa gào lớn. Đám khốn kiếp, có giỏi thì đừng chạy. Đứng lại, hôm nay bố không đánh chết đám chuột nhắt chúng mày thì không bỏ qua bắt lấy chúng nó, đánh chết đám khốn kiếp chuyên gây sự này, đúng là chán sống, không lo làm tốt công tác, dám động vào ông mày. Sau đó là những tiếng bước chân lộn xộn, vương tử quân nhướng mày, hắn nghe thấy đám người đuổi theo phía sau gọi những người phía trước là con chuột thì lập tức hiểu rõ, những người này có lẽ liên quan đến mỏ than. Hắn chợt nhớ đến mỏ than chính tân, sau đó giống như hiểu được điều gì đó. Những năm nay chuyện trả đũa người đứng ra tố cáo là rất nhiều, Hắn nghĩ đến những thứ này mà tiến lên theo kiểu việc nghĩa không chùn bước. Mạc Tiểu Bắc thấy Vương Tử Quân chạy đi thì cũng tranh thủ chạy theo, phản ứng của Vương Tử Quân có vẻ khá nhanh nhưng có người phản ứng nhanh hơn, khi bọn họ còn cách đám người kia cả trăm mét thì một giọng nữ cao vút đã vang lên. Dừng tay, tôi là cảnh sát. Khi âm thanh kia vang lên, Đỗ Tiểu Trình mặc một bộ quần áo màu trắng từ bên cạnh phóng ra cản đường đám côn đồ kia. Hai chữ cảnh sát tuy đôi khi có tác dụng mà đám côn đồ cầm tuyếp sắt tuy nghe thấy hai chữ cảnh sát cũng có hơi ngây người, nhưng khi thấy đỗ tiểu trình thì cả đám tỏ ra khinh thường. Đứng đầu đám người kia là một tên đàn ông hơn 20 tuổi, trên mặt có một vết sẹo rất dài, nhìn qua cũng biết đó không phải là loại người lương thiện gì, hắn đứng trước mặt đỗ tiểu trình rồi cười hì hì nói. Cảnh sát, tôi thật sự rất sợ hãi, lấy còng ra mà bắt chúng tôi đi. Hắn vừa nói dứt lời thì đám thanh niên ở phía sau cười lên ha hả, trong miệng còn có những lời nói ô uế không đứng đắn. ánh mắt đỗ tiểu trình càng thêm lạnh. nàng lấy giấy chứng nhận ra rồi lạnh lùng nói: các anh gây chuyện ẩu đả, tất cả theo tôi về đồn điều tra. tên đàn ông dẫn đầu thấy đỗ tiểu trình lấy ra giấy chứng nhận thì giả vờ có chút trầm ngâm. sau đó hắn nói với đám thanh niên phía sau: những năm nay làm giả giấy chứng nhận rất nhiều, cứ tiếp tục đánh không tha. tên đàn ông này vừa nói vừa vung ống tuyếp trong tay phóng về phía đám người bỏ chạy. Thấy đại ca sông lên thì đám thanh niên ở phía sau cũng nhanh chóng chạy theo, lúc này tất nhiên sẽ không quan tâm đến nữ cảnh sát đứng phía trước. Đỗ Tiểu Trình cũng không muốn buông tha cho bọn họ, nàng cũng không chờ tên đàn ông mặt thẹo dẫn đầu chạy đến trước mặt mình, nàng nhanh chóng phóng đến đá thẳng vào ngực đối phương. Tên đàn ông mặt thẹo căn bản không ngờ Đỗ Tiểu Trình lại hung hăng ra tay như vậy, hắn còn chưa kịp phản ứng thì một đá của nàng đã trúng đích, sau đó bị đá ngã lăn trên mặt đất. Tên đàn ông mặt thẹo bị một người phụ nữ đá ngã lăn trước mặt đám đàn em đông đảo, điều này thật sự là một sỉ nhục cực lớn đối với hắn, hắn nhanh chóng đứng lên và vùng ống tuyết đánh về phía Đỗ Tiểu Trình. Tên đàn ông này tấn công rất nhanh, nhưng Đỗ Tiểu Trình còn nhanh hơn, nàng cũng không đợi hắn phóng đến bên cạnh mà lại tiếp tục tiến lên, lại một cú đá, đối phương ngã xuống đất. Tên đàn ông lại tiếp tục đứng lên, hắn lại thẹn quá hóa giận mà vùng ống tuyết sắt, sau đó gào lên với đám thanh niên phía sau xông lên đánh chết nó cho tao, có gì tao chịu trách nhiệm. Đám côn đồ vốn là đàn em đi theo đại ca mặt thẹo, bây giờ thấy đại ca hô lớn, cả đám nhanh chóng cầm ống tuyếp đánh về phía đỗ tiểu trình. Đỗ tiểu trình rõ ràng rơi vào tình huống nguy hiểm, vương tử quân thấy nhiều người cầm tuyếp sắt phóng đến, vẻ mặt hắn chợt biến đổi, tuy công phu đánh đấm của hắn chỉ là bình thường nhưng cũng không muốn đỗ tiểu trình bị hại. Tuy vương tử quân phóng đi có vẻ khá nhanh nhưng so ra lại kém mặc tiểu bắc ở bên cạnh, nàng thật sự giống như một ngọn gió phóng vào chính giữa đám đàn ông cầm tuyết sắt, hai chân đá ra như chấp giật. Bộp bộp bộp, chỉ sau nháy mắt thì không những tên mặt thẹo ngã xuống đất, đám côn đồ đàn em cũng ngã lăn đầy đất. Đỗ Tiểu Trình tuy kém mặc Tiểu Bắc nhưng đối phó với vài tên côn đồ cũng không là vấn đề. Hai người phụ nữ xinh đẹp đứng đó như ngọc la sát thật sự làm cho đám côn đồ không dám nhúc nhích, thế kẻ nào nhúc nhích sẽ bị cho một đá, tên đàn ông mặt thẹo bị đỗ tiểu trình đá vài lượt thì cũng không dám tiếp tục đứng lên. Đánh chết mày, đánh chết mày, mày dám đánh anh tao, tao đánh chết mày. Đây là một người nhỏ tuổi nhất trong số ba người bị đuổi đánh, nhìn qua chỉ có vẻ 17-18 tuổi, lúc này thấy tên mặt thẹo ngã xuống thì không biết lấy từ đâu ra một cây gậy gỗ phóng đến đánh tới tấp. Đỗ Tiểu Trình và Mạc Tiểu Bắc thấy tên thanh niên kia như hổ điên thì cũng không nhúc nhích, chỉ trơ mắt nhìn tên đàn ông mặt thẹo bị đánh. Chị, em cảm ơn rất nhiều đỗ tiểu trình dùng ánh mắt kính nể nhìn mạc tiểu bắc nàng dùng giọng nịnh hót nói loại cảm giác kính nể này của nàng thật sự xuất phát từ đáy lòng vì nàng cũng là người rèn luyện chăm chỉ trong khối cảnh sát nhưng so ra thì vẫn còn kém mạc tiểu bắc rất nhiều mạc tiểu bắc khẽ gật đầu sau đó nàng đi về phía vương tử quân ánh mắt của đỗ tiểu trình cũng chuyển lên người vương tử quân bí thư vương đỗ tiểu trình chợt ngẩn ngơ sau đó nàng dùng giọng cung kính chào vương tử quân nàng nhìn mặc tiểu bắc lạnh nhạt đứng bên cạnh vương tử quân, thế là thầm suy đoán quan hệ giữa hai người kia. Vương tử quân cười cười nói, tiểu đỗ không hỗ danh là cảnh sát vĩ đại, rất tốt, cô gọi điện thoại cho Liên Giang Hà, để anh ấy phái người đến đưa nhóm người này đi, để xem bọn họ đang định làm gì. Vương tử quân lên tiếng, lúc này tên thanh niên đánh tên mặt thẹo cũng dừng tay lại, hắn thấy vương tử quân thì giống như nghĩ đến vấn đề gì đó, hắn chợt lao đến. Vương tử quân, anh, anh đúng là cùng một ruột với bọn họ, chúng tôi đã lầm vì tin tưởng anh, nếu không phải là anh, người thôn lưu ra chúng tôi nào phải chịu tình cảnh này. Tên thanh niên vừa nói vừa cầm cây gậy gỗ muốn đánh vương tử quân, lúc này vương tử quân thấy tên thanh niên đánh về phía mình thì cũng không khỏi ngẩn ngơ, lúc này cây gậy gỗ của tên thanh niên cũng sắp đánh lên người vương tử quân. Bàn tay trắng và thon dài của mạc tiểu bắc chợt rũi về phía cây gậy gỗ giống như một tia chớp lóe lên trong đêm, nàng giữ chặt lấy cây gậy trong tay tên kia không chờ tên thanh niên kịp phản ứng cây gậy gỗ đã vào trong tay vương tử quân không được đánh anh ấy mạc tiểu bắc dù không có ý uy hiếp nhưng giọng điệu lạnh nhạt lại làm cho tên thanh niên kia tỉnh táo lại hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mạc tiểu bắc lại nhìn hai tên đồng bạn đang đứng ôm nhau sau lưng mình sau đó khóc giống lên đám khốn kiếp các người đều là tham quan có liên hệ với những ông chủ mỏ than hiểm độc các người sẽ chết không yên lành các người đàn ông không dễ rơi lệ nhưng chẳng qua chưa đến lúc vương tâm mà thôi vương tử quân nhìn gương mặt biến dạng vì đau đớn của tên thanh niên đột nhiên hắn cảm thấy chua sót hắn không nhìn về phía tên thanh niên kia hắn nhìn về phía hai tên đồng bạn ở phía bên cạnh ánh mắt hắn chuyển lên một người hắn giống như chợt nghĩ ra điều gì đó các người là người thôn lưu ra sao vương tử quân nhìn người kia rồi trầm giọng nói đúng vậy chúng tôi là người thôn lưu gia bí thư vương uổng cho chúng tôi tín nhiệm anh, cảm thấy anh có thể làm chủ cho chúng tôi, không ngờ anh và Trần Lưu Căn là cùng một ruột, anh nói xem, các anh sao lại bắt nhóm nhị tinh. Người thôn dân kia nói với gương mặt đỏ bừng vì tức giận, vừa nói vừa liên tục ho khan. Vương tử quân nghe lời chỉ trích của tên thôn dân kia, tâm tình chợt lạnh băng, chính mình để cho khối chính quyền phát công văn cho huyện Lô Nam, xem ra chẳng những không có tác dụng, còn mang đến tai họa cho người thôn lưu gia audio điện tử võ tấn bền khế tập 18